Audio Jungle. Vâng, kính thưa quý khán giả, bây giờ là 9 giờ tối ngày mùng 10 tháng 11 năm 2022, tối thứ năm. Bên Việt Nam các bạn bây giờ là 12 giờ trưa ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chúc các bạn buổi buổi trưa ăn cơm ngon miệng và thưởng thức một chương trình. Chúng tôi nghĩ rằng lý thú và rất bổ ích trong cái công tác chống phản động đang xâm nhập và đánh phá đất nước của chúng ta. Vâng, thưa các bạn, trước khi đi vào như chủ đề thì ngày hôm nay cái tương đối là có rất nhiều cái tin liên quan đến bầu cử. Thì đầu tiên á, thì chúng tôi muốn nói cái tin mà về liên quan đến quận Cam trước. Thì cái luật cho phép thành phố để tăng thuế thì đã được đồng bào của Westminster, trong đó có Lâm Nguyên quận Cam, có tôi, vâng, Mỹ Hạnh, tôi chống không cho thằng Hoàng Duy Hùng được về, không không cho nó được về Việt Nam để lấy vợ. Tôi có quyền ghê. Chào bạn Phạm Quang Minh. Vâng, trong đó có Lâm Nguyên quận Cam và có tôi, và cũng có một số khán giả núp lùm tại vì không thích trường mặt lên bị cộng đồng nó nói xấu đi theo ông nhà báo. Số tôi nó khổ như vậy. Thì tôi đã coi 114 các ngôi sao và 14 chính tinh. Thì ở trong tử vi thì không có một cái ngôi sao nào nói rằng là cái số mình sẽ bị cả người chống cộng lẫn người Việt cộng đều ghét. Không biết sao nào, không biết có vị nào làm tử vi mà hay thì cho tôi biết cái con sao đó, con sao gì. Nhưng tôi chắc là con sao sẹt. Sao sẹt nó mới đánh sẹt qua cái. Vâng, thưa các bạn, thì đây cái điều luật này thì bữa trước đã nói rồi thì không có gì để bàn, nhưng có rất nhiều điều luật khác. Sao nó lại nhảy vào đây đấy. Thì cái bữa hôm nay theo chúng tôi được biết, tất cả các kết quả bầu cử này của thị trưởng đơn vị 1 và đơn vị 4 chưa chắc đã chính xác nha. Đơn vị 2, đơn vị 1 chưa chắc đã chính xác. Lý do có một số phiếu khi mà người ta đã phân chia, đây là lần đầu tiên thành phố Westminster chia ra 4 khu vực, District 1, District 2, District 3 và District 4. Thì có một số phiếu đã được đếm lộn qua bên này và được bầu lộn qua, ví dụ như là bầu lộn qua bên đơn vị 4 chẳng hạn. Còn cái phiếu là thị trưởng thì chắc là không có bị. Thế nhưng mà nó cũng sẽ có những cái nghi vấn này trong này. Nhân tiện nói về chức vụ thị trưởng đó, thì ông Charlie Nguyễn chỉ hơn được bà Kimberly Hồ này có 1.100, gần 200.
Chào Hải Trần, chào anh Mỹ Hạnh. Vâng, thì tức là chỉ có 1.100, cho đi 1.200 đi cũng được, hơn có 1.200. Ở đây nếu trong trường hợp tôi nói giả thuyết nha, ông tài đỗ mà không ra ứng cử, tài đỗ được 3.000 phiếu, một con số cũng khá đẹp mặc dù cầm đèn đỏ, nhưng mà nếu mà ông tài đỗ không ra thì sao? Thì tất cả những phiếu 3.072 này đương nhiên sẽ được cộng đồng Việt Nam, bởi vì phiếu cho tài đỗ là phiếu của người Việt Nam, sẽ dồn cho Kimberly Hồ, bởi vì đã bầu cho tài đỗ tức là không có ưa Charlie Nguyễn Mạnh Chí, mà đã không ưa Charlie Nguyễn Mạnh Chí thì tặng cho Kimberly Hồ. Thì nếu mà đó chỉ cần một nửa của tài đỗ thôi đó, 1.500 đấy, thì Kimberly Hồ đã được 5.700, dư sức vớt thằng Charlie Nguyễn này. Mà đây 3.072 phiếu thì có nghĩa rằng là Kimberly Hồ sẽ có khoảng chừng 7.300 phiếu, 7.300 phiếu ăn đứt thằng Charlie Nguyễn. Sở dĩ tôi phải nói cái này, tôi phải phân tích cái này ra, mà không cần lấy 3.000, chỉ lấy một nửa thôi nữa đi, nhưng mà tôi chắc chắn ít nhất là 80% phiếu của tài đỗ sẽ đưa qua bên kia Lê Hồ, bởi vì đã bầu cho tài đỗ tức là không có thích Charlie Nguyễn, mà không thích Charlie Nguyễn thì phải bầu cho một người Việt Nam thì là Kimberly Hồ. Còn nếu mà không thích Kimberly Hồ thì không thể nào tới 50%, phải là 1.500 trở lên. Thì đằng nào Kimberly Hồ cũng sẽ là thị trường. Thì ở đây tôi phân tích ra, tôi cần phải nói cái này, bởi vì tôi nói rùm cho rất nhiều cử tri ở trong cái thành phố Washington. Tôi nhận rất nhiều điện thoại, rất nhiều điện thoại, có những người khóc trong điện thoại: hỏng rồi, hỏng rồi bác Hùng ơi, tan rồi bác Hùng ơi. Thì tôi chỉ có an ủi, chẳng qua là cơ trời vận nước, rồi chửi tài đỗ ở trong điện thoại: thằng tài đỗ này, thằng tài đỗ thế kia, nó là ở đâu, nó xó nào nó chui ra mà bây giờ nó nhảy ra. Tôi nói mọi người thôi, chẳng qua là cơ trời vận nước, mình cứ cho mình là giống như những ngày đầu tiên mình bước chân tới Mỹ, mình chưa có quốc tịch Mỹ, mình có được cái thẻ xanh là may mắn lắm rồi. À, nhân tiện nói thẻ xanh thì tôi chúc mừng một người bạn cũng ở trong binh chủng biệt động quân với chúng tôi, đã đón được vợ qua đây và đang đi làm những thủ tục. Thì chúng tôi biết rằng anh ta cũng theo dõi cái chương trình này, chúng tôi không nói tên, và chúc mừng cho hai vợ chồng. Và chị vợ thì lại không có con ở Việt Nam, không phải là gái tơ, mà đây là cũng lớn tuổi, cũng ngoài 50, tức là cũng là người chín chắn. Thì bữa nào xong xuôi giấy tờ, chúng tôi cũng sẽ mời hai vợ chồng với tư cách là một người khách mới ở Việt Nam qua, và người chồng là người bạn trong cùng binh chủng, nhưng mà cho tới giờ phút này vẫn sát cánh với tôi, vẫn ủng hộ tất cả những chuyến đi về Việt Nam của tôi và lập trường của tôi. Thì trở lại cái vấn đề này, ông tài đỗ, tôi chỉ nói với lại những người mà gọi điện thoại chửi tài đỗ, tôi bảo mình không trách người tài đỗ được, đừng có trách người ta như vậy, oan. Bởi vì ở đây đó, nhất là bây giờ thế kỷ thứ 21, kiếm được người mà thật sự có một cái lòng cao thượng, biết lo cho quyền lợi của cộng đồng đó,
nhất là cái cộng đồng Việt Nam này, tôi thẳng thắn nói rất là hiếm, rất là khó. Mà nếu mà có ai hỏi ngược lại, thế vậy không có ai không? Vậy không có ai sao? Không có ai là người tốt hả? Tôi xin phép tôi trả lời luôn. Tôi cho tôi là một người tốt. Bởi vì tôi biết làm những cái việc gì mà không có hại cho cộng đồng, cho tập thể, cho cá nhân. Đó là nằm trong một trong những quyết định mà tôi đi Việt Nam. Tôi về Việt Nam. Mình yêu nước, mình không làm gì được cho đất nước. Mình ở xa quê hương 12.000 cây số. Thì mình sẽ giúp đất nước bằng một cách này hoặc cách khác. Và cái nghề làm báo của tôi dùng cái tư tưởng bàn tay, cái gõ bàn phím, tôi dùng kỹ thuật công nghệ thông tin, tôi làm video, tôi chụp hình đăng báo. Thí dụ như là cái chương trình mà 27 cái video mà Tổ quốc nhìn từ biển, các bạn thấy không, có một phóng viên nào, tôi thách kể cả Việt Nam, làm được 27 cái video Tổ quốc nhìn về biển như tôi hay không? Vậy mà tổ tiên sư cha thằng Nguyễn Quang Trường nó nhận được 2 lần vậy, một lần vài giải Búa Liềm Vàng, một lần giải thứ ba, còn tôi thì con số zero. Bởi vì nó biết nịnh, nó biết có phong bì, nó mua chuộc những thành phần mặt trận Tổ quốc ở trên Yên Bái cho tới một số cơ quan ở trong Ủy ban người Việt về người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi thẳng thắn thế, nói như vậy. Chào người dùng. Chào Hiệp Vân. Thì nếu mà ông Tài Đỗ biết hy sinh, tại vì ông Tài Đỗ ông phải biết mình là ai, mình ở cái vị trí nào. Cách đây 2 năm, năm 2020, trong cái vụ bầu mà gọi là bãi nhiệm, Tài Đỗ đã chứng tỏ một khả năng rất là yếu kém trong việc xử thế. Đó là người bạn tình của ông ta là cô Lan Anh đã bị ông chồng cũ mang ra nhục mạ ngay ở trong hội đồng thành phố 2-3 lần mà ông ta ngồi im không có phản ứng. Thì đối với tôi, một người nghị viên ở ngoài đời, mình không bảo vệ được người bạn đời của mình, có thể sẽ là người vợ mình trong tương lai, thì đừng nói chuyện làm việc xã hội và cộng đồng. Bởi vì theo luật, cô Lan Anh không có liên quan gì tới cái vấn đề bãi nhiệm này hết. Và ông chồng đứng nói xấu về bà vợ trước mặt hội đồng thành phố. Và cô Lan Anh có dính dấp tình cảm với lại ông Tài Đỗ thì đó là chuyện cá nhân, chuyện riêng tư. Tại sao Tài Đỗ không can đảm để ngăn cản ông, cái người chồng cũ của cô Lan Anh? Mình có quyền, bởi vì trong cái hội đồng thành phố, người dân có quyền bày tỏ những nguyện vọng của mình, nhưng cái nguyện vọng nó nằm trong cái giới hạn, nó có liên quan tới những thủ tục hành chính và những cái công việc luật pháp của hành chính của thành phố, chứ không phải là chuyện riêng. Chuyện thành phố đòi bãi nhiệm là chuyện của dư luận, của cử tri. Còn cái chuyện ông chồng ra tố cáo bà vợ, nó chẳng ăn nhập gì tới cái chuyện bãi nhiệm hết. Và mà ông Tài Đỗ im lặng. Ông có quyền dùng cái quyền đó. Quý vị nhớ là tôi ra hội đồng thành phố, ông luật sư còn nói tôi không được nói chuyện cá nhân của một người nào.
Thế cái câu chuyện của Lan Anh là câu chuyện cá nhân hay câu chuyện của hội đồng thành phố? Chắc chắn là không phải của hội đồng thành phố đâu. Cô ta chỉ là một cư dân của Westminster thôi. Thì từ đó những cảm tình thứ nhất là câu chuyện đó. Cái thứ hai, sau khi lên KBC hải ngoại 2 lần thì không dám lên nữa. Cũng giống như ông Bùi Phát đó. Sợ sợ phỏng vấn ở trên KBC hải ngoại lắm, bởi vì dính với Việt Cộng, Việt Gian, Nguyễn Phương Hùng, đó là một cái tôi vẫn ngồi ở đây, vẫn đứng vững ở trong cộng đồng này, không có một thằng chó chết nào dám làm gì tôi hết, tôi nói thật. Kể cả Ngô Kỷ nói rằng sẽ mang người tới biểu biểu tình tôi thách ấy. Cái hồ sơ mà tôi thưa Ngô Kỷ hãy còn nằm trong tòa mà. Tôi bãi lại. Tôi nhân văn như vậy. Tôi văn minh như vậy. Chào Hà Dương, chào anh Việt. Chào HQT. Cảm ơn Lâm Nguyên. Đúng quá nhà báo anh hùng. Đó thì tôi trả lời cho những người gọi điện thoại tới. Tôi nói với họ, quý vị đáng nhẽ quý vị phải nói với Tài Đỗ rút lui. Quý vị không. Tôi nói thì nó kỳ quá. Vì bởi vì tôi không có ra mặt bênh vực bất cứ một người nào ấy. Thì ông Tài Đỗ không có hy sinh, tức là sự ích kỷ. Bởi vì kỳ này coi như là ông Tài Đỗ sẽ vẫy tay chào nhau lần đầu và cũng là lần cuối. Được 2 nhiệm kỳ rồi xong, hết rồi. Nghị viên chỉ có 2 năm, 4 năm là xong. Và lần này không đắc cử. Vì cái sự ích kỷ đó mà ông Tài Đỗ phải ra ứng cử mayor. Thay vì nếu là tôi, nếu tôi ở vào địa vị Tài Đỗ, tôi sẽ thẳng thắn nói với cử tri, tôi biết đây là nhiệm kỳ cuối cùng của tôi và tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng mà tôi cảm thấy rằng cái kinh nghiệm của tôi chưa đủ để làm một chức vụ thị trưởng. Cho nên tôi sẽ không ra ứng cử thị trưởng. Và vì luật của thành phố tôi không được lưu lại vào bất cứ cái đơn vị nào, tức là cái khu khu vực một. Thành ra tôi chỉ có một là nghỉ, hai là ứng cử vào thị trưởng. Và để hy sinh, tôi không đồng ý ông Charlie Nguyễn trở thành một thị trưởng, bởi vì ông Charlie Nguyễn là một người của Trần Thái Văn và Nguyễn Quốc Lân, một cái nhóm đã phá hoại và làm hư hỏng cái cộng đồng, cái thành phố Westminster này từ nhiều năm qua. Tôi hy sinh nghỉ một nhiệm kỳ và tôi sẽ trở lại phục vụ các cử tri thành phố Westminster trong nhiệm kỳ tới. 2024 chỉ có 2 năm đi qua chớp nhoáng. Tài Đỗ hãy còn trẻ, mới ngoài 50, vẫn còn đủ thời gian để mà ra ứng cử. Thành ra tôi kêu gọi tất cả cử tri và đồng hương hãy cứu lại, hãy cứu cái thành phố Westminster của chúng ta. Đừng để nó rơi tay vào bọn xấu. Hãy dồn những phiếu, nếu quý vị nào ủng hộ cho tôi 3.072 lá phiếu đây này đó, thì lúc đó Tài Đỗ trước đây thì không biết mình sẽ được bao nhiêu phiếu. Chỉ nói rằng những lá phiếu nào quý vị ủng hộ cho tôi tính bầu cho Tài Đỗ, tôi chỉ năn nỉ quỳ lạy tất cả cử tri đồng hương Westminster hãy dồn phiếu đó cho Kim Billy Hồ. Thì giờ này chúng ta đã có một nữ thị trưởng thành phố Westminster.
Thì nếu mà quý vị nào có người nào nói ô Kim Liên Hồ cũng đâu tốt đẹp gì không, tôi cũng đồng ý, nhân vô thập toàn, không có người nào tốt đẹp, nhưng người nào xấu ít thì mình bầu còn hơn là mình bầu cho người vừa xấu vừa lưu manh như thằng Charlie Nguyễn Mạnh Chính. Và tôi nói cái chuyện này sẽ không ngưng ở đây đâu, tôi nói chuyện này sẽ không ngưng ở đây đâu. Rất nhiều người khuyến khích tôi đưa ra tòa án, tôi sẽ làm trong cái phiên họp kỳ tới. Tôi yêu cầu luật sư thành phố và hoặc là cô thư ký thành phố cung cấp cho tôi tài liệu cách chọn lựa hay là đánh giá cử tri khi đăng ký vào những chức vụ dân cử ở trong thành phố Westminster. Sau khi tôi có những tài liệu nó trong tay đó rồi, tôi sẽ thưa thành phố. Nếu mà thành phố thiếu cái điều khoản điều tra về những cái tội gọi là tội hình sự của một người ứng cử viên thì tôi sẽ thưa thành phố đã thiếu sót cái chuyện đó. Còn nếu có mà vẫn để cho người đó đi vào và người đó được đắc cử thì tôi lại đòi bồi thường, tôi vẫn thưa mà tôi đòi bồi thường nhiều hơn nữa. Bữa nay cái luật Ycret tức là luật Z đã thắng rồi, tức là thành phố có tiền thì tôi có quyền thưa. Và cái vụ thưa này tôi bảo đảm tôi sẽ không bị mất một đồng nào hết. Bởi vì tôi trên 62 tuổi và tôi được tiểu bang California và nước Mỹ bảo vệ với tư cách tôi là một senior citizen. Protection law. Tôi xin cảm ơn anh Lê Viết Đức. Anh là người đầu tiên đã sẵn sàng ký vào đơn với tôi để chung tên. Và kể từ ngày hôm nay, tôi xin thông báo tất cả cử tri của Westminster muốn tôi làm tờ đơn để thưa cho Lê Nguyễn Mạnh Chí và Nguyễn Nam Quan, xin liên lạc với tôi. Số điện thoại 714 469 3202. Nguyễn Mạnh Chí không có bằng kỹ sư nhưng mà khai là có bằng kỹ sư, khai làm cho một công ty Rockwell 20 năm nhưng mà chưa hề. Đó là những cái gian lận ở trong cái hồ sơ tiểu sử khi ra ứng cử mà thành phố đã thiếu sót. Và tôi đã viết thư lên cho ông tổng trưởng lý, tức là ông bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang California, tức là ông Bonita. Kỳ này ông thắng cử lại và tôi trong tay tôi vẫn còn cái lá thư của ông Bonita, bữa nọ tôi đã chiếu cho các bạn xem rồi. Và ông Bonita xác nhận với tôi thành phố và ủy ban tổ chức bầu cử, anh tổ chức bầu cử anh có dám lấy một người homeless cho người ta ứng cử không? Mà trong khi anh lại cho những người có tội phạm được ra ứng cử. Như vậy bây giờ là những kẻ xấu lên ngôi và những người ngay thì chết đứng. Đó là lý do tôi đi thưa. Hoàng Hải nhìn ca Kimberly có nhiều nét giống ca sĩ Lệ Hằng. Cảm ơn tổ cha đằng sửu đá, chào nhà báo, người dùng. Bầu bà ăn trộm còn hơn bầu cho thằng ăn cướp. Đúng rồi, ăn trộm để lấy tiền nhỏ thôi, ăn cướp để lấy tiền lớn, ăn cướp nó còn giết mình nữa. Chào bạn, là vừa vừa mấy bữa nay bạn đi đâu vậy? Chào chú Anh Tuấn. Vâng thưa các bạn, thưa bác nhà báo, cứ theo như tình hình ở bên Bolsa thì có thể nói là Cộng sản đã di chuyển qua bên đó hết rồi, ở Việt Nam không còn Cộng sản nữa. Không phải tình hình đâu. Tháng 9 năm 2011 tôi về Việt Nam.
tôi đi ra kiếm nón cối. Thì ở ngoài Bắc họ bảo tôi phải đi ra đường Lê Duẩn này, chỗ ga, chỗ ga Hàng Cỏ này, cái nhà ga Hà Nội này, đấy, chỗ đó nhiều lắm. Còn bây giờ các tiệm bán này kia hết rồi, à, chẳng còn. Thì tôi mới đi tìm lý do, à thì ra họ xuất cảng qua bên Mỹ hết. Tất cả cộng đồng này cái là cứ đội nhau cái nón cối lên đầu, à, không thích ai là cứ cho người đó là cộng sản, bên này nói bên kia cộng sản. Thành ra Việt Nam đi kiếm mua không có. Chào Phạm Khuôn. Vâng, đó là trường hợp ông Tài Đỗ, tôi chỉ nói sơ qua thôi. Bữa nào tôi sẽ còn trở lại cái vấn đề này, nhưng tôi chỉ nói sơ với các bạn, cái chuyện này sẽ không ngưng ở đây nhé, không ngưng ở đây. Không ngưng là tại vì có một số phiếu bầu đơn vị 1, đơn vị 2, đơn vị 3, đơn vị 4 gì đó, nó loạn thì ngầu. Có những người năm năm nay không có bầu nhưng vẫn đi vào bầu như thường và người ta vẫn cao. Thì bây giờ cái bổn phận là phải kiếm những người bầu đó có phải đơn vị 1 hoặc là có phải đơn vị 2 hoặc đơn vị 4 hay không. Bây giờ chúng ta coi thì coi. Đơn vị 1, cô Amy và ông John. Thí dụ như là người ở đơn vị 2 và đơn vị 3 năm nay không có bầu mà vẫn đi bầu, tại vì họ bầu những chức vụ khác, nhưng mà với thành phố Westminster họ cứ đánh Amy Phan hoặc là cứ đánh John Gentle Tiêu. Thì bây giờ đó ủy ban bầu cử phải kiểm soát những người bầu cho Amy Phan có phải là ở đơn vị 1 hay không. Ông tôi tin chắc rằng ông John Gentile ông sẽ khiếu nại, ông sẽ cho đếm phiếu, bởi vì đây số phiếu rất gần nhau, rất gần nhau, cái tỷ lệ rất gần nhau, chỉ thua nha, có nha, có khoảng chừng 104 phiếu thôi. Thành ra ông có quyền khiếu nại, và khiếu nại tức là họ sẽ mang những lá phiếu ra và những lá phiếu của đơn vị 2, đơn vị 3, đó sẽ bị loại nếu bầu cho Amy Phan. Đấy, đó là cái chuyện mà tôi mới đưa ra đầu tiên. Tôi không đi bầu cử cũng giống như là đơn vị 4. Những người bầu cho Nam Quan nếu là đơn vị 2, đơn vị 3 sẽ phải hủy bỏ. Tôi tin chắc rằng ông James James Phạm chắc chắn thể nào cũng phải đi đưa. Và trường hợp này cũng tương tự như trường hợp ông Tài Đỗ đó. Nếu mà James Phạm hoặc Terry Vũ mà không ra ứng cử, nhường một trong hai người nhường nhau, thì cái số phiếu thí dụ của Terry Vũ này không ra ứng cử cộng vào số phiếu của James thì James sẽ có 2.200, ăn đứt thằng Nam Quan này, đuôi con nòng nọc của thằng Nam Quan này. Thành ra đó tôi không muốn nói, có người còn nói rằng là ông Tài Đỗ và ông Bùi Phát đó không ưa bà Kimberly Hồ và thích Giang Anh Nguyễn, thành ra đó họ ra để phá phiếu của cô Kimberly Hồ. Thì ở đây thì tôi không biết ai phá phiếu ai. Cái trường hợp đi trước bốn này tôi không biết ai, tại vì cả hai người này tôi đều là người quen ở tôi hết. Ông James Phạm là con trai của nha sĩ Phạm Đình Tuân, cũng là một người bạn. Ông đã mất rồi. Terry Vũ là con của ông Vũ Quang Ninh, tổng giám đốc của đài Little Sài Gòn. Và hiện tại đài Little Sài Gòn đã ăn chặn và ăn cướp luôn đó cái số tiền mà ông Vũ Quang Ninh, cái cổ phần đó, còn lại trong đó. Mà cô Terry Vũ này đó không biết thưa kiện, mà theo luật sau 5 năm là hết kiện. Thành ra Nguyễn Hữu Công của đài Little Sài Gòn á, ăn tất cả cái
cổ phần của Đài Little Sài Gòn của ông Vũ Quang Ninh một cách ngon ơ. Mà trước ông Vũ Quang Ninh ấy, còn có nhiều người nữa như ông Cảnh Việt ấy, tức là ông chủ tiệm phở Nguyễn Huệ và phở Quang Trung đó, cũng bị Nguyễn Thị Công chơi. Ông Lê Trinh Thông của phong trào giáo dân cũng bị Nguyễn Hữu Công chơi. Đấy, đó là những người đã bị ăn quỵt tiền. Thì ông Vũ Quang Ninh chết, tất cả những cổ phần của ông á, Nguyễn Hữu Công xơi trọn gói luôn. Chào cô Tý, chào bạn Thanh Nguyễn. Bữa nay các bạn biết thêm những cái thâm cung bí sử của Bonsa nữa không? Đài Liên tục Sài Gòn. Sau vụ bầu cử này á, tôi sẽ có một chương trình như là tôi đã hứa với lại anh Quý Nguyễn á, với lại các bạn, sẽ có những cái thâm cung bí sử của Bonsa hay là Bonsa ngoại sử, sẽ kể chuyện không phải sử ngoại sử như của thằng Hoàng Duy Hùng đâu. Thì đó là chuyện sơ sơ qua mở đầu, đã hết nửa tiếng. Còn chuyện ông Chí Tạ với bà Đài Thu Hà thì những chức vụ này đó nó nhắm vào vấn đề mà affair, tức là tiền bạc nhiều hơn là ở trong thành phố Westminster. Thành phố đó, nghị viên đó mới là người trực tiếp ảnh hưởng tới đời sống của chúng ta. Còn ông dân biểu này trên hoặc là thượng nghị sĩ không ăn thua gì. Vâng, thưa các bạn, bà Jenny Nguyễn thì chắc chắn là cũng thắng Kim Ca rồi, với con số của rất xa 17% thì chúng tôi cũng không có bàn. Bà Michelle Thi Tiêu thì chắc chắn nha, bà Michelle Thi Tiêu là Việt Cộng nhé, còn ông Jay Chen này là Trung Quốc nhé. Đấy, thì bà Michelle Thi Tiêu, tại sao tôi gọi bà Việt Cộng, là bởi vì khi bà làm giám sát viên của đơn vị 1 của quận Cam, bà đã có một bằng khen thưởng lục cho ông Hồ Xuân Sơn là tổng lãnh sự San Francisco hình như năm 2017 18, tôi không nhớ rõ năm, nhưng mà có, và có cả hình chụp luôn lúc giao bằng. Mà lúc đó ông Andrew Đỗ làm chủ tịch của hội đồng giám sát viện, ông Andrew Đỗ. Và bà Michelle Steele và ông chồng bà là Sean Steele. Ông Sean Steele bây giờ về hưu rồi. Ông này là nguyên là chủ tịch của Đảng Cộng Hòa tại California. Hai vợ chồng đều có cơ sở ở bên Trung Quốc. Thành ra Việt Cộng chửi Trung Cộng à, cũng vui phải không các bạn. Và bây giờ thì Việt Cộng thắng, cứ Việt Cộng thắng được Trung Quốc là tôi vui à, Việt Cộng thắng Trung Cộng là tôi vui à. Nhưng mà thì tôi ủng hộ bà Michelle Tiêu, bởi vì hồi xưa tôi làm việc cho bà Lâm Nguyên 2016. Ok, cảm ơn Lâm Nguyên. Thì đó, bà này tặng cái bằng tưởng lục cho ông Hồ Xuân Sơn, và bà này á rất có ý tưởng là muốn đưa các cơ sở của bà ở bên Trung Quốc về Việt Nam. Bà có hai cái xưởng may, hai xưởng may đó, đó là lý do chính mà trước đây bà vì tôi đã phỏng vấn đã, từ Việt Nam qua đây bà đại biểu Quốc hội ở trong thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà Quyết Tâm đã qua đây và đã vận động được một cái hợp đồng về ngành may. Việt Nam đã có hợp đồng rất lớn về ngành may,
Đó là lý do mà ở bên Nghệ An nó bữa nọ tính mời tôi về đó, mà tôi không về đó, để ra mắt một cái đầu tư hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về ngành may mặc. Thành ra tôi tin chắc rằng qua vụ đắc cử này, bà Michelle Steele sẽ đưa hai cái nhà máy ở bên Trung Quốc, tôi sẽ nói chuyện với bà, đưa từ Trung Quốc về Việt Nam, tạo cho công ăn việc làm cho một số đồng bào của chúng ta tại Việt Nam. Những người chống cộng ở đây đó, chống cộng một cách mù quáng, chỉ biết chống cộng mà không biết làm cái gì hơn. Họ hơn ai biết, hơn ai hết họ biết không cách gì mà lấy lại đất nước khi mà Việt Nam đã có băng giao tới một cái trình độ là cấp cao này, với Hoa Kỳ và tất cả các nước trên thế giới, thì không cách gì mà họ về vấn đề mà chính trị, luật pháp quốc tế cũng không được, mà về vấn đề quân sự thì lại càng không nữa. 1.200.000 quân với vũ khí đầy đủ mà bỏ chạy như vịt thì bây giờ làm gì thắng được. Còn cứ hoan hô mà đả đảo ngoài đường cầm cờ thì chẳng bao giờ lật đổ được cộng sản hết. Do đó họ chỉ có làm được cái chuyện yêu cầu 4-0: không du lịch Việt Nam, không băng giao với Việt Nam, không buôn bán với Việt Nam, không gửi tiền về Việt Nam. Rốt cục bây giờ gửi ào 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 hết, cơ sở gửi tiền ngay trên đường Bôn Ra, quý vị đi dọc đường Bôn Ra đó có một cây số này, có một cây số này mà mười mấy cơ sở gửi tiền về Việt Nam, quý vị biết như thế nào rồi. Thành ra đó họ chống 4-0 bây giờ đều là 4 có hết, nhưng 4-0 có đó họ chống ai? Không phải chống nhà nước Việt Nam mà họ chống chính cái đồng bào của chúng ta. Đồng bào chúng ta là ai? Là những công nhân viên làm trong các xưởng may, là tất cả những người làm trong các cơ sở kỹ công kỹ nghệ, tiểu công nghệ, các cơ sở mà xuất nhập cảng thủy sản ở Việt Nam qua, rồi những công nhân làm về ngành lúa gạo. Bây giờ quý vị thấy rằng trái cây này kia đây được nhập cảng Việt Nam hết, hồi xưa bị cấm bây giờ đều cho vào hết. Thì những cái đó vào thì chủ nhân có tiền, chủ nhân có tiền thì công nhân có tiền, công nhân có tiền thì con cái được ấm no, phụ thêm được cái là cho vợ cho chồng thêm được một lợi tức nữa. Thế mà họ chống, tức là họ giết dân mình chứ không phải là vì vấn đề chính trị. Nhưng mà tại sao họ lại muốn giết mình? Tại vì họ được cho tiền để biểu tình đấy, thằng Việt Tân đấy nó là làm như vậy, đúng không các bạn? À, bên này không có quận quýt này, nếu mà có quận quýt thì khổ lắm, quýt làm cam chịu nữa mất công lắm. Vâng thưa các bạn, còn những chuyện khác thì tôi không bàn nữa. Nhưng mà có một cái chắc chắn, bây giờ thì còn khoảng chừng 31 đơn vị dân biểu chưa xong, nhưng mà đã Đảng Cộng Hòa chỉ còn cần có 7 ghế nữa là Đảng Cộng Hòa sẽ nắm được Hạ viện. Mà ngay ngày hôm nay đấy, sáng hôm nay đó, ông McCarthy, ông Kevin McCarthy dân biểu, ông đã lên tuyên bố rằng ăn mừng chiến thắng của Đảng Cộng Hòa. Cũng giống như kiểu ông năm quan ấy, chưa chưa tuyên thệ mà đã tự xưng mình là nghị viên rồi. Đấy, đúng rồi, đi nghị viên đi rồi chuẩn bị ra tòa. Còn về bên Thượng viện thì còn 3 tiểu bang,
tiểu bang Georgia, tiểu bang Arizona và tiểu bang Nevada là ba tiểu bang chưa có đếm. Mà người ta nghĩ rằng ba tiểu bang này là sẽ quyết định ai sẽ nắm đa số trên thượng viện. Và trong ba tiểu bang này đó thì đảng Cộng hòa chỉ cần có hai tiểu bang thôi. Bởi vì bây giờ đảng Cộng hòa đang có 49 ghế. Thêm hai tiểu bang tức là 51 ghế. Thì thượng viện có 100 ghế. Có 100 ghế mà trong đó đó thì đảng Cộng hòa nắm 51 ghế thì coi như là nắm đa số. Mà bây giờ trong ba tiểu bang còn lại đảng Cộng hòa chỉ cần có hai ghế thôi cũng nắm đa số. Thì điều này, ba tiểu bang này là ba tiểu bang mà tất cả mọi người đều đoán rằng sẽ nằm trong tay của đảng Cộng hòa, bởi vì ba tiểu bang này đã có thành tích gian lận trong năm 2020, thành ra kỳ này họ sẽ kiểm soát rất là kỹ. Vậy mà vẫn còn khám phá ra được một vài sự gian lận. Thì hiện tại bây giờ đó, tiểu bang Arizona là tiểu bang đang nguy hiểm nhất. Nhưng mà đó, cách đây một tiếng đồng hồ thì bà Kerry Lake hãy còn thua xa ông Hope của Đảng Dân Chủ 20.000 phiếu. 20.000 phiếu lúc hồi 5 giờ chiều ở đây, nhưng mà trước khi tôi lên đây ấy, lúc 8 giờ thì chỉ còn bà còn xin lỗi, bà thua 15.000 phiếu. Bây giờ thì chỉ còn thua có mấy trăm phiếu rồi. Và bây giờ con số đếm ấy, thì mới được có 79%, còn 21% thì chắc chắn bà sẽ thắng. Bởi vì từ 73% á, bà đang thua 20.000, mà bây giờ chỉ có 6, thêm 6% mà bà đã chỉ còn thua ông này có mấy trăm phiếu. Và với cái chủ trương của bà và là người đảng Cộng hòa, và người ta tin chắc rằng cái số phiếu còn lại khá đông nha các bạn nhé, khoảng 300 ngàn, thì bà này sẽ lấy ăn như không. Vâng, thì đó là những cái chuyện sơ sơ qua ấy này kia. Thì kỳ này coi như nếu mà đúng như tôi nói đó thì đảng Cộng hòa sẽ nắm luôn cả hai thượng viện và hạ viện. Cái hạ viện nó quan trọng hơn cái thượng viện. Lý do, nếu mà ông khi mà đảng hạ viện nó, tức là dân biểu đó, họ nắm được đa số, họ sẽ đề nghị điều tra về sự gian lận của con ông Joe Biden và có liên hệ gì tới ông Joe Biden không. Con ông Joe Biden là Hunter Biden. Nếu có đó thì họ sẽ đòi đàn hạch, và nếu mà đàn hạch á, thì đưa lên thượng viện thì sẽ thắng. Thượng viện đương nhiên thông qua. Thì chuyện gì xảy ra, ông Joe Biden có thể đi đâu. Mà nếu mà ông Joe Biden đi đó thì người thế của ông Joe Biden là phó tổng thống mà cả Kamala Harris. Nhưng mà bà Kamala đó cũng đang có những cái vấn đề mà người ta chưa muốn đụng tới. Thì bà Kamala cũng phải đi. Nhiều khi thế lực ngầm họ áp lực để phải đi. Thì như vậy ai sẽ lên làm tổng thống? Chủ tịch của phe đa số hạ viện, tức là ông Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa sẽ lên làm tổng thống. Đó là tương lai ha, tôi đoán những cái chuyện tương lai thôi. Có người nói chuyện tôi, bác Hùng có vẻ hiểu tình hình chính trị của Mỹ rất nhiều, mà tại sao
bác uổng quá bác không đi ra ứng cử. Tôi trả lời tại vì tôi về Việt Nam á. Ôi thằng Lý Thái Hùng nó nói ra giọng điệu của Việt Tân. À, anh Quang Quất Lý Thái Hùng thì nó chỉ ấy đó. Bây giờ thì chúng ta đi vào chủ đề chính ngày hôm nay. Dương Béo đã lên, nếu mình nói đùa đấy, cóc mở miệng tức là im lặng, nhưng mà con cóc này là mở miệng thì thứ nhất tôi phải công nhận rằng đó, Dương Béo là người biết chuyện và hiểu chuyện, nhưng mà không phải là nhà hùng biện và không biết cách nói như là Lê Thái, như là những người khác, như là Phan Kham. Thì nếu mà Dương Béo được một phần của Lê Thái, Phan Kham hoặc là của anh Nguyễn Bình Phương thì chắc là sự việc nó sẽ sáng sủa hơn. Tuy nhiên cái nội dung đó thì tôi chưa hài lòng lắm, nhưng mà Dương Béo đã làm được một cái việc vào mặt thằng Hoàng Duy Hùng và gọi thằng Hoàng Duy Hùng là chú em. Đó là một cái sự thách thức, một cái đổ máu nữa. Lần này không phải Trần Cường, chắc là thằng hậu vẹo 3 giây. Trần Cường dở quá, lần này phải dùng thằng hậu vẹo 3 giây về cái tội dám gọi Hoàng Duy Hùng là chú em. Lâm Nguyên, chào Lê Thái. Đấy. Thì tôi mới nghe cái video mà Dương Béo nói chuyện, thì Dương Béo vẫn vấp phải một cái lỗi mà tôi đã nói những ra ngoài đề tài và không tập trung vào những điều mình nói. Mình nói về thằng Hoàng Duy Hùng 3 điểm, nó nói về Dương Béo như này, mình tập trung vào đó, đừng nói chuyện gì khác. Và lại nói chuyện khác nó còn dài hơn là cái chuyện nói về thằng Hoàng Duy Hùng, hay là muốn kéo dài câu chuyện ra thì tôi không biết, nhưng mà nó vô duyên. Tuy nhiên ít ra Dương Béo cũng đã trả thù được, thứ nhất. Thứ hai, vẫn làm quân tử tàu đối với những kẻ mà đã mất dạy. Qua những cái việc mà khi mà thằng Hoàng Duy Hùng đã chửi Lê Thái, à, xin lỗi, đã chửi Dương Béo như vậy, thì tất cả những sự nhân văn của Dương Béo đối với thằng Trần Cường nên vứt vào thùng rác hết. Nên vứt vào thùng rác hết, ngoại trừ Dương Béo chết nhát, giống như lúc nãy tôi nói Tài Đỗ. Quý vị nhớ rằng Tài Đỗ là cảnh sát nha, tôi vẫn gọi là thằng hèn nhát. Tôi nghĩ rằng á, là Dương Béo cầu an và chỉ muốn tranh cãi nhau này. Bằng chứng là Dương Béo thách thức là sẽ nói chuyện với lại Lê Bảo, làm diễn đàn để nói chuyện. Tôi nói diễn đàn nó không giải quyết được chuyện gì hết. Diễn đàn là mạnh thằng nào thằng ấy nói, và mạnh thằng nào thằng ấy đúng. Trên diễn đàn tôi chưa biết, chưa thấy một người nào tự nhận mình là thua hết. Thành ra diễn đàn nó không giải quyết được công việc, chỉ có luật pháp mới giải quyết được vấn đề.
mà mình là nạn nhân, mình cần phải đi thưa. Mình thua thiệt đủ điều rồi. Bây giờ không phải là mình lên mình gọi thằng Hoàng Duy Hùng là chú em như này kia rồi giải thích như vậy. Không, không phải như vậy. Cái đó nó còn thiếu nhân văn hơn nữa. Là bởi vì mình đánh đồng tụi nó với mình giống như nhau. Thành ra tôi thấy rằng đó, cái video mà Dương Béo quý vị vào xem đi, tôi không muốn phát lại. Tôi tính phát giải mã cái video trước nhưng bữa nay lại Dương Béo đã có video thứ nhì rồi thì thôi tôi không phân tích nữa. Ngay cả video trước nói đánh vào màng tang, quý vị biết màng tang là cái gì không? Màng tang là ngay bên cạnh lỗ tai mình và cái đuôi mắt mình, người ta gọi là màng tang. Đánh mà trúng màng tang bằng một vật cứng, tôi bảo đảm 100% là chết, cắt đứt gân mái đầu. Trước đây võ sĩ Ngọc Long ở Hà Nội đó, đánh một cái thằng võ sĩ Pháp bị đấm một cái màng tang, mà thằng võ sĩ Pháp đó, nó nghe nói thôi nha, không biết trong cái bao da của nó có để sắt, đấm vào màng tang của võ sĩ Ngọc Long mà chết, đứt gân máu ở Thái Dương này, hai nơi ở trên đầu rất dễ chết nếu người nào biết võ. Thứ nhất là màng tang, thứ hai là sau gáy, ngay sau óc gáy ở đốt xương sống thứ nhất, đánh vào chỗ đó bảo đảm chết ngay lập tức. Nếu người nào học võ đều đều biết. Thì trong cái video trước Dương Béo bảo rằng thằng Trần Cường đằng sau cầm vật cứng đánh vào màng tang, nhưng mà lúc mà nó đưa tay nó chỉ lên đầu nó thì không phải là màng tang, cái đó là sau ót, sau lỗ tai, màng tang nó ở trước lỗ tai. Lúc mà Dương Béo đưa tay lên đầu nói là máu ở đó chảy xuống thì không phải màng tang, cái đó là óc. Vân người dùng đó là yếu huyệt, hai cái yếu huyệt trên người. Đúng như vậy, SV007. Cái chuyện mình đi gặp thằng anh của thằng Sài Gòn Veo, nó chẳng ăn thua gì vấn đề mà chửi thằng Hoàng Duy Hùng hết. Và nhất là phải thằng Dương Béo phải biết rằng đó, thằng Hoàng Duy Hùng là một thằng cứng đầu cứng cổ. Tất cả video nó hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, Lê Duẩn ấy, rồi cái này không bao giờ như là cả Fidel Castro vậy. Nó bảo nó có tài liệu FBI. Mà FBI mình đưa tài liệu về Fidel Castro thì tài liệu thật hay giả? Lẽ dĩ nhiên tài liệu giả. Bởi vì Fidel Castro chống lại thằng Mỹ. Nếu mình muốn lấy tài liệu, mình phải lấy tài liệu của một người trung thực. FBI mà muốn hạ Fidel Castro thì phải có những cái tài liệu giả để nói xấu Fidel Castro đó. Mà thằng Hoàng Duy Hùng nó tưởng mình là con nít, nó lấy tài liệu của FBI. Mà những tài liệu đó, tôi vào trong hồ sơ FBI không thấy đâu đó. Hóa ra đó là những cái tài liệu thằng Hoàng Duy Hùng nói theo như là tài liệu của FBI ở trên mạng đấy, chứ bằng tiếng Mỹ đấy. Thì thằng Hoàng Diêu mới bảo đó là của FBI. Thì đối với cái thằng như thằng Hoàng Diêu như vậy mà Dương Béo cứ muốn thuyết phục nó, muốn ngồi cãi nhau tay đôi với nó đấy. Dương Béo thách 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 sẽ ngồi nói cãi đôi. Thằng Hoàng Duy Hùng không có ai cãi nhau nữa. Không ai cãi nhau nữa. Bữa trước bài học của Nguyễn Bình Phương rồi. Thằng đó là một thằng rất là lấp liếm. Mà không bao giờ mình đi đánh nhau với người ta mà đi vào trong cái địa phận của nó. Thằng Hoàng Công Cường là người của thằng Hoàng Duy Hùng. Mình nhảy lên trên đài nó thì thằng Hoàng Công Cường nó phải ủng hộ thằng Hoàng Duy Hùng, nó bênh thằng Hoàng Duy Hùng. Đó là một cái điều thua thiệt của mình. Không bao giờ đi vào cái bãi chiến trường
do địch thủ sắp sẵn để chờ mình bước vào. Được cãi nhau nó thằng Hoàng Dung để làm cái gì? Cãi nhau với lại thằng Lê Bảo để làm cái gì? Có lấy lại được cái vật cứng nó đập lên trên đầu mình không? Những cái dòng máu như là Dương Béo nói đó, tôi không nhìn thấy nha, tôi không biết. Nó có chảy lên lại được không? Người ta nói là cầm một ly nước đổ xuống dưới đất, không bao giờ mà hốt được cái nước đó lên trở lại trong cái ly. Gạo đã nấu được trở thành cơm rồi, không bao giờ mình bỏ vào trong nước hay làm cách nào nó trở lại thành gạo được nữa. Thì đối với thằng Hoàng Duy Hùng và thằng Trần Cường hay thằng Sài Gòn Vo Ve, mình có cần phải cãi nhau với nó không? Mình có cần phải làm một cái clip dài 1 tiếng đồng hồ lê thê rồi nói toàn những chuyện trên trời dưới đất, còn chuyện là Hoàng Duy Hùng liên quan đến Hoàng Duy Hùng đâu khoảng chừng 15 phút. Quang Quất, Dương Béo là giáo sư lý thuyết cách mạng trắng, ca ngợi thủ lĩnh Hoàng Duy Hùng trình độ cao siêu, nên Dương Béo muốn truyền bá cách mạng trắng do dư luận lên án. Dương Béo muốn anh em đoàn kết giúp Việt Nam giàu có và dân chủ. Cái chuyện đó thì tôi không để ý Dương Béo nhiều lắm, nhưng mà là cái chuyện thằng Hoàng Duy Hùng đấy, nó khai ra đấy, sleeping cell đó, cái tế bào ngủ. Nói xong trả lời nó đi. Làm bộ đóng tiền cho thằng Nguyễn Quang Trường để đi vào nội bộ. Thôi cái chuyện Dương Béo tôi sẽ không bàn về Dương Béo nữa. Bởi vì đối với tôi đó, thì trước hết tôi khuyên Lê Thái đừng bỏ Dương Béo. Lê Thái cần phải dạy dỗ cho Dương Béo. Và cái sự nghi ngờ của tôi đó là Dương Béo đi hàng hai, trá hàng để đi về bên này mở kênh cho Lê Thái. Tại vì Dương Béo đã im lặng một thời gian rồi. Đó là cái sleeping cell với chúng ta đó. Thằng Hoàng Duy Hùng nó cho Dương Béo uống thuốc ngủ một thời gian im lặng. Bây giờ bất ngờ lại xuất hiện trở lại. Và những hành vi xuất hiện trở lại rất là nghi ngờ. Rất là nghi ngờ. Tại sao phải đi gặp thằng anh họ, anh ruột nó còn đánh nhau nữa. Bố ruột như thằng Hoàng Duy Hùng nó còn giết nữa. Nó còn mất dạy để cho ông đâm đầu vào xe ông tự tử. Thì anh họ ăn thua gì? Mà tại sao lại phải cần gặp anh họ trước khi đi gặp thằng ấy? Nó phải rõ ràng là có một người nào đã đề xuất cho Dương Béo. Nhiều khi chính là Nguyễn Thanh Sơn ấy, hoặc là Ba Hy, biết đâu đấy. Bảo Dương Béo vào trong thành phố Hồ Chí Minh để gặp thằng Sài Gòn Vo Ve này kia đại khái. Và trước khi gặp nó thì Dương Béo phải đi gặp thằng anh họ của nó để mà gọi là cầu hòa. Mà đáng nhắn giai đoạn đó người ta phải có thời gian. Thời gian mình ở đâu bao lâu, 10 giờ là mình đi phải đi xuống Thủ Đức này kia gì rồi đó. Giờ chiều phải lên máy lên lên tàu đi ra Hà Nội rồi. Đâu có thì giờ đâu. Thì gặp gặp anh nó, thì gặp gặp hôm trước à. Thế anh nó có khuyên được nó hay không, hay là nó lại nó bảo, à, mày gặp anh tao mày nói gì với anh tao? Mà tao cho Trần Cường nó nặng, nó phạm cho một cái. Thấy không? Đúng như vậy, tôi đồng ý với SV07. Anh Nguyễn Bình Phương đó, thì anh có cái tật lanh chanh, anh hay cướp lời của những người khác. Nhưng mà đó, lý luận và lập luận của anh Nguyễn Bình Phương rất là đúng, rất là chính xác, 100% luôn á. Nếu mà anh Nguyễn Bình Phương không có một cái xấu đó, đó là hay hay chặn lời người khác và hay nói liên minh, nhất là chặn lời của anh Trang Kham, mà lại tôi lại rất thích nghe lời của anh Trang Kham.
Phan Kham nói nhiều câu rất là hay. Thì trên mạng này á, tôi chỉ thấy là Phan Kham này, Lê Thái này, Nguyễn Bình Phương này, là ba người. Lẽ đương nhiên Đu Càng ấy, tôi rất thích Đu Càng, rất là thẳng thắn. Và bây giờ mời các bạn nghe lại một cái video là để coi, tôi chưa nghe nhé, nhưng mà tôi biết Ổi Xanh đã nói về cái vụ mà Hoàng Duy Hùng dùng cái bài viết ở trên The Diplomat để xem Ổi Xanh phân tích như thế nào. Có gì mới tôi sẽ học cái mới đó, bởi vì Ổi Xanh là một trong những người tôi rất thích cái lối nói và cái lập luận của Ổi Xanh. Đây là video của Ổi Xanh mà mời các bạn vui lòng cho tôi biết là các bạn nghe có rõ không nha? Quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay Ổi Xanh xin trở lại với quý vị, anh chị và các bạn. Câu chuyện hôm nay của Ổi Xanh vẫn xoay quanh chủ đề lột trần những luận điệu tuyên truyền Cảm xuyên ơn chú tạc An của Tuấn. Hoàng Duy Hùng. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 11 năm 2022, Hoàng Duy Hùng đã ra clip số 2128 trên kênh Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng với tựa đề Hội chứng Bắc Kinh của Hà Nội, báo Diplomat nói gì? Tôi đồng ý và không điểm nào. Thưa quý vị, nói về clip này thì đã có các diễn đàn như Châu Huỳnh, Đu Càng và một số diễn đàn khác đã phân tích và vạch trần luận điệu của Hoàng Duy Hùng dưới nhiều góc độ khác nhau. Tổng hợp những phân tích và phản biện của các khách mời trên các diễn đàn đều đã khá đầy đủ, do đó Ổi Xanh không phân tích lại. Tuy nhiên, Ổi Xanh vẫn làm clip này để cung cấp bổ sung một số hình ảnh về bài báo mà Hoàng Duy Hùng đã mang ra để truyền tải thông tin đến cho khán giả. Mục đích của Ổi Xanh là muốn cho quý vị, nhất là những quý vị vẫn đang còn ủng hộ Hoàng Duy Hùng, quý vị hãy xem anh ta đang diễn trò gì. Thưa quý vị, trước hết xin mời quý vị nghe xem Hoàng Duy Hùng nói gì. Kính thưa tất cả quý khán giả, Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ hai ngày 7 tháng 11 năm 2022, từ Houston, Texas. Thưa quý khán giả, hôm thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2022, trên tờ báo The Diplomat, tức là tờ báo ngoại giao, có đăng một bài bình luận về chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Dầu đã hơn một tuần rồi, nhưng tôi thấy bài bình luận này có những điểm khá hay. Tựa đề của bài viết đó là Hà Nội Beijing Syndrome, tức là hội chứng của Hà Nội về Bắc Kinh. Tôi đọc kỹ lại thì tôi thấy tác giả của bài viết này là một người Việt Nam rõ ràng, với tên là Duy Hoàng, không phải là tôi nha thưa quý vị. Duy Hoàng, ai biết đó. Chào thì Đu Càng. Tôi thấy có những điểm mà tôi cho rằng có lý. Cảm ơn thuyết. Trần Hải. Tôi không biết người này là ở trong nước hay ở ngoài nước, nhưng có những điểm mà người này nói rất là hay. Ví dụ ngay tựa đề người đó viết như sau: The, mở ngoặc và đóng ngoặc, là Vietnamese speech and especially the activist community is known to be anti-China, but the Vietnamese Communist Party is keen to cultivate closer ties. Tôi đọc kỹ lại thì tôi thấy tác giả của bài viết này là một người Việt Nam rõ ràng, với tên là Duy Hoàng, không phải là tôi nha thưa quý vị. Duy Hoàng, ai biết đó. Thì tôi thấy có những điểm mà tôi cho rằng có lý thú. Tôi không biết người này
là ở trong nước hay ở ngoài nước. Tôi đọc kỹ lại thì tôi thấy tác giả của bài viết này là một người Việt Nam rõ ràng, với tên là Duy Hoàng. Không phải là tôi nha thưa quý vị, Duy Hoàng, ai biết đó. Thì tôi thấy có những điểm mà tôi cho rằng có lý thú. Tôi không biết người này là ở trong nước hay ở ngoài nước. Thưa quý vị, trong trích đoạn vừa rồi anh ta nói rằng anh ta chỉ biết tác giả bài báo đó là người Việt tên là Duy Hoàng, và anh ta cũng không biết Duy Hoàng là người ở trong nước hay ở ngoài nước. Vâng, vậy bây giờ kính mời quý vị xem hình ảnh bài báo Hội chứng Bắc Kinh của Hà Nội được đăng trên tờ Deep. Vâng, vậy bây giờ kính mời quý vị xem hình ảnh bài báo Hội chứng Bắc Kinh của Hà Nội được đăng trên tờ Diplomat. Thưa quý vị, đây là tờ báo Diplomat. Trên tờ này có bài báo Hội chứng Bắc Kinh của Hà Nội mà Hoàng Duy Hùng đã mang ra để đọc và tuyên truyền đối với khán giả Việt Nam ở trong nước. Đây là phần đầu của bài báo. Còn đây là phần cuối của bài báo. Ở phần cuối này có một cái phần ở dưới cùng người ta ghi tên tác giả. Quý vị hãy nhìn. Đây ạ. Quý vị nhìn kỹ đấy ạ. Kính thưa quý vị, tại phần cuối của bài báo có đăng tên tác giả và kèm theo lời giới thiệu về tác giả bài báo. Câu hỏi được đặt ra là, thứ nhất, nếu anh ta không nhìn xuống phần dưới cùng của bài báo thì làm sao anh ta có thể biết tên tác giả bài báo là Duy Hoàng? Thứ hai, khi anh ta đã đọc được tên tác giả là Duy Hoàng rồi thì tại sao anh ta lại không đọc được dòng chữ giới thiệu với nội giới thiệu về tác giả với nội dung là Duy Hoàng là giám đốc điều hành của Việt Tân, một đảng chính trị ủng hộ dân chủ không được chấp nhận ở Việt Nam? Kính thưa quý vị, chỉ với hai câu hỏi trên, Ổi Xanh chắc chắn rằng ai cũng có thể hiểu rằng Hoàng Duy Hùng đã làm một việc mà người ta gọi là lưu manh và lừa đảo. Mặc dù chưa cần truy xét xem tác giả đó từ đâu ra, đúng không quý vị? Chính xác rồi. Quý vị, Ổi Xanh không có ý phân tích nội dung của bài báo và các nội dung dẫn dắt của Hoàng Duy Hùng trong clip số 2128. Bởi vì các kênh khác đã phân tích rồi, mà Ổi Xanh chỉ muốn chứng minh sự lưu manh bịp bợm của Hoàng Duy Hùng. Sau đây mời quý vị xem nội dung lời giới thiệu tác giả của bài báo. Quý vị vui lòng nhìn lên màn hình. Sau đây Ổi Xanh sẽ copy nguyên bản nội dung lời giới thiệu về tác giả bài báo và tạm dịch. Xin quý vị hãy chú ý đến những chữ bôi màu đỏ. Giỏi lắm anh Ổi Xanh, rất là xuất sắc. Kính thưa quý vị, có lẽ những hình ảnh quý vị vừa xem cũng đủ cho thấy mức độ lưu manh của Hoàng Duy Hùng khi anh ta truyền tải thông tin đến với khán giả rồi, đúng không ạ? Dạ, quá lấp liếm. Thưa quý vị, vậy thì tại sao anh ta lại phải giấu đầu giấu đuôi về nguồn gốc của tác giả bài báo? Tại sao anh ta lại nói rằng anh ta chỉ biết đó là người Việt và không biết là người Việt ở trong nước hay ở nước ngoài? Để lý giải cho điều này, sau đây Ổi Xanh xin mời quý vị xem thêm một số hình ảnh để quý vị, anh chị và các bạn có những đánh giá của riêng mình về cái gọi là cái tâm trong trắng của Hoàng Duy Hùng. Thưa quý vị, đây là trang Facebook của Việt Tân. Những hình ảnh quý vị đang xem ở trên này, có trên trang Facebook của Việt Tân này có hai bài báo. Một là bài Chủ tịch Đảng Việt Tân gặp gỡ các hội đoàn và thân hữu tại Paris, Pháp. Bài thứ hai là bài Hội chứng Bắc Kinh của chính quyền Hà Nội. Chính là bài báo được đăng trên tờ Diplomat.
Đây là nội dung của bài báo, phần đầu nội dung của bài báo. Quý vị hãy xem, hãy nhìn kỹ vào những phần mà những cái vạch đỏ nó nhấp nháy. Xuất sắc, rất là xuất sắc. Còn đây là phần cuối của bài báo. Phần cuối bài báo này ghi rõ ràng tác giả đây là ông Hoàng Tứ Duy, tổng bí thư Đảng Việt Tân, đăng trên tạp chí Diplomat. Còn đây là ảnh phóng to của ông Hoàng Tứ Duy. Hoàng Tứ Duy, tổng bí thư Đảng Việt Tân, đăng trên tạp chí Diplomat. Đây là hình ảnh tân lãnh đạo Đảng Việt Tân nhiệm kỳ 2022 và 2025. Vừa trong tháng 9 vừa rồi là Đảng Việt Tân có đại hội và bầu ra lãnh đạo nhiệm kỳ mới 2022-2025. Trong đó ông Lý Thái Hùng là chủ tịch, ông Hoàng Tứ Duy là tổng bí thư, tiến sĩ Đông Xuyến là phát ngôn nhân. Thưa quý vị, như vậy là bài báo trên trang The Diplomat cũng đã được đăng trên trang Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân, và tác giả của nó chính xác là Hoàng Tứ Duy, tổng bí thư đương nhiệm của tổ chức khủng bố Việt Tân. Kính thưa quý vị, chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là anh ta, tức Hoàng Duy Hùng, che giấu thân phận của tác giả bài báo là vì anh ta muốn bịt mắt khán giả nói chung và những khán giả đang yêu mến anh ta nói riêng. Anh ta không muốn cho khán giả biết chính anh ta đã lấy tài liệu của tổ chức khủng bố Việt Tân để tuyên truyền vào trong nước Việt Nam. Đây chính là một phần bản chất của Hoàng Duy Hùng. Chính xác. Kính thưa quý vị, Hồi Xanh xin được nói ngoài lề một chút rằng tuy Hoàng Duy Hùng là một kẻ gian manh xảo quyệt, nhưng trong trường hợp cụ thể này anh ta đã xử lý tình huống một cách ngớ ngẩn. Sự ngớ ngẩn của anh ta hoàn toàn có lý do. Kính thưa quý vị, trong lúc tâm can Hoàng Duy Hùng đang rối bời, bấn loạn và lo âu vì rất nhiều lý do, nào là tương lai có được nhập cảnh nữa không, có được nhập tịch Việt Nam không, nào là có giữ được cô vợ trẻ hay không, giải quyết mấy ngôi nhà như thế nào, vân vân và vân vân. Tóm lại, anh ta có quá nhiều thứ để lo. Đó chính là nguyên nhân làm cho anh ta không còn sáng suốt nữa. Thế là anh ta, tức Hoàng Duy Hùng, cứ lên YouTube nói quàng nói xiên trong tình trạng tâm lý hoàn toàn bất ổn. Cái không may cho anh ta là ở chỗ anh ta phải đối mặt với quá nhiều những người xin được tạm gọi là dân quân mạng xã hội, chứ chưa nói đến lực lượng an ninh mạng của Việt Nam. Bất cứ động thái xuyên tạc nào của anh ta cũng bị các ông bà thánh soi vạch mặt và bóc phốt. Do đó anh ta cứ giở trò gì là sẽ bị bóc trần. Kính thưa quý vị, cái ngu nhất của Hoàng Duy Hùng là anh ta không đánh giá đúng về ý thức chính trị, ý thức bảo vệ tổ quốc của những người dân bình thường ở trong nước. Họ chính là những khán giả, nhưng họ cũng chính là những dân quân mạng xã hội, hàng ngày vẫn theo dõi những hành động của anh ta. Thưa quý vị, qua những gì mà Ổi Xanh đã trình bày ở trên thì chúng ta có thể thấy rằng Hoàng Duy Hùng đã dùng xảo thuật để tuyên truyền tài liệu của tổ chức khủng bố Việt Tân vào trong nước Việt Nam. Xin được nói thêm rằng việc Hoàng Duy Hùng dùng các tài liệu của các thế lực thù địch đối với Việt Nam được diễn ra thường xuyên, liên tục và chưa bao giờ dừng lại. Một ví dụ gần đây nhất là ngày 27 tháng 10 năm 2022, Hoàng Duy Hùng đã dùng bản tin của BBC để phát trên kênh của anh ta khi anh ta vừa đặt chân xuống sân bay Narita thuộc Tokyo của Nhật Bản, mặc dù anh ta thừa biết BBC là một cơ quan truyền thông thù địch đối với Việt Nam. Thưa quý vị, anh chị và các bạn, anh ta, tức Hoàng Duy Hùng, đã làm hai việc cùng một lúc. Một là cấu kết bắt tay với bè lũ khủng bố Việt Tân,
và các cơ quan tổ chức chống cộng ở nước ngoài để tuồn những bản tin xấu độc vào Việt Nam để chống phá đất nước, phá hoại cuộc sống thanh bình của những người dân trong nước, hay là quy chụp cho những người đang lột mặt nạ của anh ta, nào là làm việc cho Việt Tân, nào là nhận tiền của Việt Tân, nào là cấu kết với Việt Tân để đánh phá nghị quyết 36, chỉ thị 45, nào là làm theo lệnh của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, hai vấn đề mà Ổi Xanh vừa nêu trên nó hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, điều nực cười là ở chỗ chúng được tồn tại song song trong cùng một chủ thể, đó là tên luật sư lưu manh Hoàng Duy Hùng. Kính thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe lại một trích đoạn mà Hoàng Duy Hùng đã quy chụp cho những ai đó là thành viên của Việt Tân là làm theo lệnh của Trung Quốc. Rất là rõ ràng nhà nước và đảng của mình đã lên tiếng rất là nhiều lần, đây không phải là phần đất vô chủ, đây là phần đất thuộc về chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Và hiện nay ở tại giống như là sông Tử Tây vẫn còn có những bia chủ quyền mà do Việt Nam Cộng Hòa lập nên. Không phải đây là nói rằng là chúng tôi công nhận là một nhà nước thì chúng tôi công nhận chính nghĩa của họ. Chúng tôi chỉ công nhận trên cái phương diện là trên phương diện pháp lý, lịch sử thực tế như vậy thì mình công nhận. Còn cái chuyện gọi là cái giữa những người Việt Nam với nhau hiểu rằng bên nào chính nghĩa hay không bên nào chính nghĩa, bên nào người hay không bên người, nó thuộc về nội bộ đúng không? Chứ đâu có thể nào mình thắt ra trên luật pháp quốc tế rồi bảo rằng là chứ ô tại vì bác đã nói rằng là chứ là nước Việt Nam là một sông có cả thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ có thể gọi là thay đổi. Câu nói đó thì mấy người cứ nói rằng là ông Hùng nói rằng là chứ là cảm tính. Nó là câu nói như ta nói rằng là nó là câu nói của vấn đề là ý chí của dân tộc Việt Nam. Nhưng nó không thể là bảo rằng đó là câu nói về pháp lý. Pháp lý mà đây có chị Vương làm sao ra ngoài xã là đây bác nói như vậy, nó là câu đó pháp lý. Vậy thì mấy ông nói gì nói đi. Nó chỉ mắc cười không? Nhưng mà khi mình nói ra thì họ không hiểu. Không phải họ hiểu, họ cố tình họ xuyên tạc. Nhất là họ đã từng nhận tiền của ai đó, của Việt Tân để làm chuyện này, rõ ràng như thế. Là vì muốn làm sao đó để gây sự xáo trộn cho đất nước Việt Nam, và đặc biệt là do chỉ đạo của Trung Quốc, rõ ràng, dứt khoát là như thế. Họ đã từng nhận tiền của ai đó, của Việt Tân để làm chuyện này, rõ ràng như thế. Là vì muốn làm sao đó để gây sự xáo trộn cho đất nước Việt Nam, và đặc biệt là do chỉ đạo của Trung Quốc, rõ ràng, dứt khoát là như thế. Họ đã từng nhận tiền của ai đó, của Việt Tân để làm chuyện này, rõ ràng như thế. Là vì muốn làm sao đó để gây sự xáo trộn cho đất nước Việt Nam, và đặc biệt là do chỉ đạo của Trung Quốc, rõ ràng, dứt khoát là như thế. Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, mục đích của Ổi Xanh làm clip này là cung cấp thêm cho quý vị một số hình ảnh để mô tả, để lột trần bộ mặt lưu manh xảo quyệt của Hoàng Duy Hùng, khi mà anh ta vẫn cứ leo lẻo cái mồm rằng anh ta quay về với cái tâm trong trắng, vân vân và vân vân. Cái gọi là trắng trong con tim, trắng trong hành động và trắng trong suy nghĩ của Hoàng Duy Hùng là như thế đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, anh chị và các bạn, nhân đây xin được trình bày thêm một câu chuyện không vui như sau. Trong thời gian kể từ ngày mở kênh, có một số quý khán giả hỏi Ổi Xanh rằng tại sao lại xóa bình luận của tôi. Về câu hỏi này, Ổi Xanh xin được trình bày như sau. Thứ nhất, kể từ ngày mở kênh, Ổi Xanh chưa hề xóa bình luận của ai. Thứ hai, Ổi Xanh cũng chưa gặp phải bình luận nào mang tính cực đoan. Thứ ba, tất cả các bình luận có vẻ trái chiều đều đã được Ổi Xanh trả lời thỏa đáng và họ không còn thắc mắc nữa. Thứ tư, có những bình luận bị ẩn ở trên trang Ổi Xanh vì một lý do nào đó mà Ổi Xanh không biết. Nhưng khi Ổi Xanh truy cập vào phần số liệu phân tích của kênh thì mới nhìn thấy. Tuy nhiên Ổi Xanh không biết phải giải quyết vấn đề này như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, qua đây Ổi Xanh muốn nói rằng nếu có ai đó bị ẩn bình luận thì xin hãy thông cảm. Ổi Xanh đang tìm hiểu để có cách khắc phục tình trạng này.
Kính thưa quý vị, anh chị và các bạn, Hội Xanh xin thành thật cảm ơn tất cả các quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh Hội Xanh và các kênh khác trên mặt trận chống xuyên tạc này. Chính quý vị khán giả là nguồn cảm hứng, là nguồn động viên cho anh em làm YouTube đang cùng với quý vị, anh chị và các bạn trên mặt trận đấu tranh chống diễn biến hòa bình. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, anh chị và các bạn, đến đây Ổi Xanh xin phép được kết thúc clip này. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, rất cảm ơn Ổi Xanh. Và thưa các bạn, video ngắn có 19 phút 14 giây nhưng mà đã phân tích rất là kỹ và không cần phải giải mã như của tôi hoặc là của những người khác trong mấy ngày qua. Chỉ cần tập trung vào cái điểm là cái bài báo và cái dẫn chứng ở trong cái trang mạng của Việt Tân. Thì chúng ta đã lòi ra, đã nhìn thấy rằng Duy Hoàng là ai, không phải là Hoàng Duy Hùng. Lẽ nhiên rồi, Duy Hoàng không phải là tôi, tức là Hoàng Duy Hùng. Thế nhưng mà tại sao lại anh phải giấu? Thì Ổi Xanh đã nói hết và chúng tôi cũng đã nói trong những ngày qua. Thì bây giờ có ba cái clip. Trước hết là clip ngày hôm qua tôi còn đang bỏ giờ. Clip 906. Những tế bào ngủ. Clip thứ hai là clip 910, tức là cách mạng màu đen do Nguyễn Tuấn Anh lãnh đạo. Và clip thứ ba là 912. Thì cái clip 906 đó thì chúng tôi cũng còn khoảng chừng mười mấy phút nữa là hết. Thì bắt đầu từ clip 906 đó là nó đã bắt đầu thằng Hoàng Duy Hùng nó tấn công. Bắt đầu tấn công ông Nguyễn Tuấn Anh. 910 và 912 thì anh Duca, anh Tây Bắc là người đã yêu cầu là mở clip ngô ra ngô, khoai ra khoai. Nếu Nguyễn Tuấn Anh không đăng kiện thì chắc là có lẽ clip này dài nửa tiếng. Thì chắc các bạn muốn nghe cái clip này không? Thì chúng tôi sẽ hoặc là clip 910 hoặc là 906. Thì theo tôi đó, thì chúng ta theo lời yêu cầu của anh Tây Bắc thì tôi muốn mở clip 912. Còn cái clip 910 và 906 chúng ta coi như những tài liệu mà nó tấn công ông Nguyễn Tuấn Anh. Chúng ta có thể tập trung vào trong để dành và sẽ nói vào ngày mai hoặc ngày khác. Tôi thấy rằng là theo lời cái yêu cầu của anh Tây Bắc nghĩ là 912 hay là 906. 906, 910 với 912, ba cái video. Bác nhà Bác phát đầu tiên. Thanh Nguyễn Tây Bắc Hoàng Duy Hùng cốc về và đòi ngồi chung mâm với bác Nguyễn Tân Anh, như không xứng được đối luận với nhân dân, bất cũng không có cửa. Và hỏi ý kiến của anh Tây Bắc trước khi chúng ta mở clip kế tiếp. Đây là clip 906, những tế bào ngủ tức giấc nôn nóng triệt hạ tôi ngay. Và tại sao? Tại vì không muốn tôi về Việt Nam lấy vợ. Clip 910, cách mạng màu đóng vào một kép đen do Nguyễn Tuấn Anh lãnh đạo đã không dám kiện tôi. Vì tôi thách Nguyễn Tuấn Anh đối luận vô duyên. Cái 912, ngô ra ngô, khoai ra khoai, nếu Nguyễn Tuấn Anh không dám kiện hoặc không công khai đối diện đối luận. Tại sao lại phải đối luận? Vâng, anh HQT nhà báo mở clip mới nhất. Vâng. Clip mới nhất là 912. Mời quý vị theo dõi nha.
Kính thưa tất cả quý khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022, từ Houston, Texas. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi xin làm đề tài: nếu ông Nguyễn Tuấn Anh, nguyên ủy viên tuyên giáo Trung ương Mặt trận Tổ quốc, không dám đứng tên kiện tôi với các ban ngành có chức năng như Bộ Ngoại giao hoặc là Bộ Công an, và cũng không dám công khai đối luận với tôi, thì đủ hiểu ông là ai rồi. Ông là... Thưa các bạn, thứ nhất, nó là một luật sư, nó phải hiểu. Thời gian đó, ông Nguyễn Tuấn Anh đăng cái bài viết ở trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nó hãy ở Việt Nam. Thứ hai, khi mà tờ báo Công an Nhân dân phỏng vấn ông Nguyễn Tuấn Anh, nó cũng vẫn ở Việt Nam. Tại sao nó không xin lên gặp ông Nguyễn Tuấn Anh hoặc là lên khiếu nại với tờ báo Nhân dân hoặc là khiếu nại với tờ báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam? Bây giờ trở về Mỹ thì nó lại đặt vấn đề ông Nguyễn Tuấn Anh tại sao không kiện nó, và ông Nguyễn Tuấn Anh không nhận lời đối luận. Là một luật sư, Hoàng Duy Hùng phải biết lý do gì ông Nguyễn Tuấn Anh phải kiện mày. Mày có đụng chạm gì tới ông Nguyễn Tuấn Anh hay không? Quyền lợi của Nguyễn Tuấn Anh có bị va chạm gì trong thời gian Hoàng Duy Hùng ở Việt Nam 6 tháng mà ông Nguyễn Tuấn Anh phải đi kiện? Thứ hai, đối luận. Tại sao ông Nguyễn Tuấn Anh phải đối luận? Ông Nguyễn Tuấn Anh đã viết bài thì cái người mà muốn phản biện là mày, chứ mày cứ tự do phản biện, và mày đã làm mấy video rồi, đều là những video xuyên tạc. Thí dụ như là Ổi Xanh mới, video Ổi Xanh mới nói, mày nói những người chống mày là những người nhận tiền của Việt Tân, kể cả thằng Dương Béo cũng nhận tiền của Việt Tân. Nhân nhục mạ Vương Dương Béo đến cái mức như vậy mà Dương Béo vẫn văn minh với nó thì tôi không hiểu tại sao. Mình văn minh với kẻ ngu dốt không có thể được. Thì bây giờ trở lại thằng việc của Hoàng Duy Hùng. Okay. Tại sao mày đòi ông Nguyễn Tuấn Anh phải kiện mày? Kiện cái gì? Lý do gì mà kiện? Và đòi đối luận. Đối luận thì tại sao trong thời gian trong nước? Ông Nguyễn Tuấn Anh từ hồi tháng 6, tức là mày đã có mặt ở Việt Nam rồi, mày đi Trường Sa về rồi, ông đã viết bài đầu tiên ở trên tất cả bao nhiêu tờ báo. Rồi tới tháng 8 tiếp tục nữa, rồi tới tháng 10 cũng lại tiếp tục với lại An Ninh TV. Tất cả điều đó, cái chủ đề của mày đã sai ngay từ căn bản, và yếu tố pháp lý không có. À vâng, cảm ơn anh Tây Bắc cho tiếng to lên này. Lúc nãy thì cái kia thì nó cái này thì nó nhỏ thôi nha. À, cảm ơn Tây Bắc. Mỹ Hạnh, Hùng Beo, Hùng Heo bảo veo thầy mèo ve chó chịu châu, một lũ động đất, một lũ động đầu đất không ốc. Thì khi mà anh Mỹ Hạnh đã dùng chữ heo, beo, mèo, chó này, châu này, thì tôi nên nghĩ rằng chúng ta gọi nó là lục xúc tranh công. Giống như ngày hôm qua đó, bạn Trần Bình yêu giờ không gọi nó những đám công nhang nữa mà gọi tụi nó là bọn cuồng tín, tôn giáo cuồng tín.
SV007 Hoàng Như Hùng nó cứ tưởng là ai nó muốn gặp là được người ta đâu. Nó phải là một đám ba dơ chơi với nó đâu, tối ngày nó cứ lên nó trả giá. Tại vì nó đánh đồng, nó nghĩ rằng tất cả mọi người cũng là cái lục súc chân công của nhóm của nó, như thằng Bảo Beo, thằng Thầy Mèo, thằng Ve Chó, thằng Xỉu Châu đấy. Đấy. Chưa kể những cái thằng mà lê liếm như thằng Phan Bàn Quốc Vấn này. Mời các bạn nghe tiếp. Là ai thì trong quá khứ những tháng trước và những năm trước đã được tôn kính bởi những người họ gọi là phe chính nghĩa của họ, mà tôi thì gọi đó là phe cách mạng đen. Gọi ông là thiên đình, là thủ lĩnh tinh thần, đó là thủ lĩnh tinh thần của cách mạng đen. Nhưng trước khi đi sâu vào câu chuyện thì tôi xin thưa với quý khán thính giả mà... Vâng, tôi thưa, tôi lặp lại các bạn. Lý do mà thằng Hoàng Duy Hùng nó về đó, lúc nãy tôi nói mà chưa hết. Tại nó lúc nó ở trong nước, nó hãy còn hy vọng rằng với cái sự mà năn nỉ xin xỏ của Nguyễn Thanh Sơn, của bà Hy, nó sẽ được giấy nhập cảnh trở lại Việt Nam vào đầu tháng 12. Nó lấy cớ rằng là lấy vợ. Nó đã thông báo rồi 31 tháng 12. Đấy. Thành được trở về. Nhưng mà điều đó không được chấp thuận. Nó rất là căm tức. Đó là lý do nó khi nó quá cảnh ở Nhật Bản. Và cái phi trường, cái sân bay mà Nhật Bản Takari đó, lại không có tên của nó trong hồ sơ cấm quá cảnh vào Việt Nam. Chứ nếu mà phi trường Osaka hay là những cái phi trường khác á, là nó có vấn đề này. Nó không đi được. Nó căm thành ra tất cả những sự căm tức nó uất ức. Nó đã lên ngay video vào ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 và cho tới hôm nay liên tục, và bữa nay đấy những cái video đó để chứng minh rằng là thằng Hoàng Duy Hùng đã không được trở về Việt Nam nữa, cho nên nó chơi xả láng bởi vì nó không còn gì nữa để nó xin xỏ. Và cái việc mà nó mượn tiền đồng bào ở bên này 200 ngàn là cái đã là một cái vụ lừa bịp. Nó biết nó không về mà tại sao nó mượn tiền 200 ngàn để nó mua hai căn hộ. Tất cả nó đều nằm âm mưu từ trong nước, nó có từ trong nước. Nó biết rằng nó đã không có quốc tịch Việt Nam thì nó không thể nào có được mua được nhà ở Việt Nam. Không thể nào làm chủ nhân của cái sổ màu hồng được. Và tôi đã yêu cầu nó chứng minh cái giấy tờ, cái hợp đồng mua nhà, nó không chứng minh được. Thì bây giờ đó, tất cả nó phải ngậm đắng nuốt cay. Thôi đành mất 200 ngàn, mượn không được, bởi vì có ai cho mượn đâu. Thành ra quay lại, đánh ông Nguyễn Tuấn Anh. Và nó cho rằng, chính ông Nguyễn Tuấn Anh là nguyên nhân chính đã làm cho kế hoạch cách mạng trắng của nó thất bại. Do đó nó mới đặt cho ông Nguyễn Tuấn Anh là cách mạng đen. Mời các bạn nghe tiếp. Quang Khuất, Dương Béo giảng giải lý thuyết cách mạng trắng như cháo chảy, nhưng phân tích bài báo của Nguyễn Tuấn Anh thì cháu không đồng ý với bác nào. Tôi chưa nói cái gì vấn đề ông Nguyễn Tuấn Anh, không biết là Quang Khuất nói cái gì. Tôi chưa nói gì về ông Nguyễn Tuấn Anh nha.
Tây Bắc An Ninh không muốn Hoàng Duy Hùng tiếp tục công kích ông Tuấn Anh, nhưng hắn không biết điều còn ngoan cố thì chế độ bảo vệ cán bộ sẽ được kích hoạt, khi ấy thì có mà rời đỡ, chính xác luôn. Tây Bắc An Ninh không muốn Hoàng Duy Hùng. Tôi đọc rồi. Chào bạn Long Trần, SV07, đố nhà báo kiếm được một người nào có học thức mà chơi với nó. Hoàng Duy Hùng toàn chơi với những người vô học để cho nó sai khiến, chửi bới cho dễ. Đúng như vậy, ngay cả bên Mỹ nữa, ngay cả bên ở bên Mỹ này, tôi chưa thấy người bạn nào của nó là trí thức hết. Trừ thằng Ngô Thanh Hải thì đương nhiên là nó là, bởi vì nó là chủ tịch đảng của thằng Hoàng Duy Hùng đó. Ngay cả Trần Văn Nam Sơn cũng không phải là một người trí thức nữa. Nói tiếng Anh còn lọng cà lọng cọng. Thằng Hoàng Duy Hùng có tiếng Anh còn lọng cọng. Các bạn nghe tiếp. Mà hay quan tâm cho rằng tôi không nên nói với những đề tài này, thì tôi cũng mong quý khán thính giả đó hiểu về vị trí của tôi một chút xíu. Khi tôi... Quý khán thính giả nào nói mày ta xem, dám nói thẳng ra là ở trong nước ông Nguyễn Thanh Sơn đã yêu cầu mày không nên nói về cái đề tài này nữa. Mà bây giờ mày là một cái thằng rất dễ bị kích động. Mà khi mày đã kích động lên rồi thì mày không kiềm chế được. Quá khứ đã chứng minh rồi, tất cả mọi người đều biết. Ai nói gì mày ngày hôm trước, ngày hôm sau là sẵn sàng. Có một người ở Việt Nam mới gọi cho tôi, cho biết rằng tên ABC đó, thì có một cái video nói về anh Hoàng Duy Hùng đấy. Thành ra mày là người không thể nào mày kiềm chế được. Và cái người mà khuyên mày đó chẳng ai hết, chính Nguyễn Thanh Sơn. Tôi quyết định quay về với Tổ quốc. Như tôi đã nói, tôi chấp nhận mất tất cả, mất gia đình, mất anh em, mất bạn bè, mất hết tất cả sự... Mày nói láo nhé. Okay. Bữa trước mày còn nói rằng mày sẵn sàng về để mà dù chết tôi cũng sẽ về Việt Nam. Okay. Câu nói đó là của người cách mạng, chứ không phải cái ông nói người trở về với lại đất nước. Có những người nào đã ở Mỹ hay là ở nước ngoài về Việt Nam bị chết không? Nghị quyết 36 đâu có cái điều khoản còn đó, và chưa có ai bị chết chỉ vì nước về nước, trừ những người mà có những tai nạn hay những cái gì. Cái chuyện này chuyện là chuyện bên lề. Mày nói gia đình mày tan vỡ trước khi tất cả, mày nói là mày hy sinh tất cả để về, để về. Nếu mà về Việt Nam mà mày phải hy sinh như vậy, đó là cái lời của Nguyễn Thanh Sơn nói mày trong bữa cơm, bữa ăn ở nhà ông Nguyễn Thanh Sơn, đúng không? Đấy. Ông Sơn ra mớm lời cho mày để mày nói như vậy. Chứ thật sự là cái chuyện vợ mày đã không bằng lòng với mày ngay từ Tết năm 2018. Đầu năm 2018 mày bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam khi về với vợ để đi thăm đất nước nhân dịp Tết. Thì nhà nước cho Bích Trâm nó vào, Bích Trâm vào thăm bố mẹ. Lẽ dĩ nhiên thì Bích Trâm nhận được một bài học gì đó để chứng minh mày là như thế này, thì Bích Trâm hoảng sợ. Chính Bích Trâm cũng nói mà, rất nhiều khách hàng tới, sao chị để cho anh Hoàng Duy Hùng như thế này, như thế này, như thế này. Đấy. Nhưng mà cái điều chính, cái hôm đó mày say rượu, mày nằm lăn ra, không đi đón con. Vợ mày gọi mày, mày không trả lời. Nó phải bỏ công ăn việc làm đi đón con về nhà, thấy mày nằm chờ queo, bát đĩa đầy hết. Thế là cái tích nước vỡ bờ, cái dồn nén bao nhiêu ngày nó bùng ra, nó bỏ. Bây giờ mày đổi tại là mày vì cách mạng mày mà mất hết tất cả. Thế mày cho tao biết rằng lúc mày chưa về Việt Nam đó, anh em mày đó, 8 người con, mày là người thứ 6, có ai đi lại với mày không? Không. Tại sao sau lúc mày ly dị từ tháng 10 năm 2019 đến nay là bao nhiêu? 3 năm.
con mày nó về thăm mày được mấy lần. Mày bởi vì người cha vô trách nhiệm, vô ý thức, thành ra gia đình mày bỏ, mày không có làm tròn bổn phận. Bây giờ mày đổi tại rằng thế này mà bây giờ tôi phải hy sinh tất cả. Rồi hy sinh tiếp đi. Nghiệp ở bên này để về với Tổ quốc, vì tôi cho rằng những gì Đảng Cộng sản làm là đúng, nghị quyết 36 hòa hợp dân tộc là đúng. Thì tôi cũng dự trù là tôi sẽ bị đánh phá từ ở trong nước cho đến ngoài nước, tất cả mọi nơi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cán bộ cao cấp như là ủy viên tuyên giáo trung ương Mặt trận Tổ quốc lại đứng đằng sau để mà dàn kế hoạch đánh tôi không phải một ngày. Quý vị thấy không? Trước khi tôi nói này thì ok anh Quang Quất, vâng tôi cũng không đồng ý với lại cái mà Dương Béo nói, cái bài báo đó, đó là lý do mà tôi nói là Dương Béo nó có hai hàng đấy, nó không đồng ý với lại bài báo của Nguyễn Tuấn Anh là cái chuyện của nó, nhưng mà tại sao nó lại đưa vào cái chuyện nói với lại thằng Trần Cường. Thành ra tôi thấy rằng thằng Dương Béo nó có một cái gì nó rất là khó hiểu, bởi vì những cái mà lập luận của nó trong hai cái video của nó đó có nhiều điểm rất là vô lý. Vâng, tôi sẽ phân tích cái chuyện ở sau. Cảm ơn anh Long Trần. Đợt này mà không được về thì nó có tháo cờ đỏ sao vàng đấy bố Nguyễn Phương Hùng nhỉ? Tôi nghĩ rằng chắc nó sẽ phải tháo đâu. Mỹ Hạnh, ông nhà báo nói đúng, việc Việt Kiều về Việt Nam không bất chấp mà ảnh hưởng tới tính mạng, còn Hoàng Duy Hùng thì bất chấp, chỉ là cách mạng trắng đó, như vậy đó. Nó nói tại vì nó sẵn sàng vì hy sinh tính mạng để nó về Việt Nam, tại vì đó là cái nếu mà cách mạng trắng nó bị bắt thì nó hy sinh thì nó chấp nhận, đúng rồi. Còn tôi về, những người khác về thì không có cách mạng trắng, thành ra chúng tôi đâu có cái gì đâu mà phải lo sợ, phải bất chấp. Hạ Dương, cái chuyện đó thì tôi không biết anh. Vâng, thì bây giờ đó thì trở lại cái việc của Hoàng Dương, quý vị thấy rằng nó thẳng thắn, quý vị nghe lại rồi cho rõ nhá. Ở mọi nơi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một cán bộ cao cấp như là ủy viên tuyên giáo trung ương Mặt trận Tổ quốc lại đứng đằng sau để mà dàn kế hoạch đánh tôi không phải một ngày, không phải một giờ, mà hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, 3 năm trời ngày và đêm tấn công tôi. Thì quý khán thính giả cũng hiểu rằng tôi có một mình, mà họ thì cả một bầy đàn. Cho mày nói sai nói lại, mày có một mình à? Và ông Nguyễn Tuấn Anh không đánh mày 3 năm, ông mới đánh đây tại vì đó những cái lộ liễu cách mạng trắng của mày đã lòi ra rồi, những thằng đó là gọi là cuồng giáo của mày đó, không phải con nhang nữa mà là những cái bạn cuồng giáo của mày đầy hết. Ông Nguyễn Tuấn Anh mới là có một mình, và ông Nguyễn Tuấn Anh không nhân danh cái Mặt trận Tổ quốc đâu nói gì đâu, ông chỉ là một người Việt Nam yêu nước đã là một cựu lãnh đạo trong cái tổ chức Mặt trận Tổ quốc, mà bây giờ mày gán ghép rằng Mặt trận Tổ quốc đứng sau lưng ông Nguyễn Tuấn Anh. Nếu phá từ ở trong nước cho đến ngoài nước, tất cả mọi nơi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng từ ngoài trong nước ra ngoài nước, tất cả mọi nơi, thì chỗ nào ở tất cả mọi nơi? Ở bên Úc, Lâm Thọ Hải, ở bên Đức, ở bên Pháp, ở bên những anh em trong Ánh Sáng Paris, ở bên Mỹ, Nguyễn Phương Hùng, đúng không? Tao chưa bao giờ quen với lại ông Nguyễn Tuấn Anh, và chính ông Nguyễn Tuấn Anh cũng không quen biết những cái người như Lâm Thọ Hải hay như tất cả. Tất cả những người nói về mày tại vì họ không đồng ý với cái lập luận và những cái video mà tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, chứng minh mình quay đầu là bờ, hãy tháo tất cả những cái video đó đi,
mà mày không tháo. Mày khoe rằng mỗi một tháng mày lãi mấy ngàn đô la. Thì nếu mà mày xóa mấy cái video đi thì mày mất mấy ngàn đô la đó. Mày làm một công hai việc, vừa kiếm mấy ngàn đô la để nuôi các tội cuồng tín và vừa mang được cách mạng trắng vào Việt Nam. Vô phúc, chó ngáp phải ruồi. Đảng Cộng sản từ chối, từ chức Nguyễn Hoàng Duy Hùng lên làm thủ tướng. Có phải sung sướng không? Phải không? Đó là mọi ước vọng của mày cái gì? Thằng láo liếu, lấp liếm, ngụy biện, xảo trá, gan manh. Nói láo tiếp đi. Một cán bộ cao cấp như là ủy viên tuyên giáo trung ương Mặt trận Tổ quốc lại đứng đằng sau để mà dàn kế hoạch đánh tôi không phải một ngày, không phải một giờ. Mày cho biết là kế hoạch nào đây? Mày khẳng định dàn kế hoạch, ai dàn kế hoạch đánh mày không phải là một ngày mà đánh mày cả hàng giờ. Kế hoạch nào, ở đâu? Mày muốn về Việt Nam, mày muốn quay đầu về. Biết bao nhiêu người, tao có ít nhất là 10 người bạn mà ta đã viết thư bảo đảm mà giới thiệu với Tổng lãnh sự, với Ủy ban Người Việt về người Việt Nam ở nước ngoài. Những người này hoàn toàn không có sinh hoạt gì ở dưới cộng đồng không gì hết. Và họ đã về Việt Nam, đã lấy vợ, đã ăn ở, có những người ở Cần Thơ, có những người ở Đà Nẵng, có những người ở cái Nha Trang, khoảng 10 người. Mà mày nói rằng là kế hoạch nha, có cần phải, mày có cần phải làm những video để mày nói xấu Việt Nam hay không? Chính mày là người đã lộ ra cái ý định cách mạng trắng của mày, thì đó là sự thất bại từ mày mà ra chứ không phải ai. Mày trách kiên, trách kỷ, hạ trách nhân. Trước khi mình trách người khác, mình hãy tự mình trách mình. Cái vụng về của mày, cái láo lếu của mày, mày tưởng rằng mày được ông Nguyễn Thanh Sơn và Trung tướng Ba Hy mà bảo trợ cho mày, đứng sau lưng mày, đưa mày từ Campuchia mà về Việt Nam với quốc tịch Cameroon, thì mày là ông trời con rồi. Thành ra mày muốn làm cái gì cũng được hay sao? Mày nên nhớ rằng đó, mày về nước, mày xin về, thì mày, tao không nói là cụi lụy, nhưng mày phải biết nhún nhường, mà phải biết là người trên kẻ dưới, phải biết chỗ nào là nhà nước, chỗ nào là nhân dân. Chứ đâu có phải là mày đánh đồng tất cả ở Việt Nam. Mày muốn gặp ai thì gặp, mày muốn nói ai thì nói. Và bây giờ mày lại vu khống cho ông Nguyễn Tuấn Anh là người nhận tiền của Việt Tân. Cái đó là cái tội mày rất lớn. Chắc chắn là ông Nguyễn Tuấn Anh không thưa mày cái chuyện đó. Bởi vì thưa để làm cái gì, lợi cái gì. Mày ở bên Mỹ mà mỗi lần đi qua bên này lại phải mua vé máy bay này hay này kia. Được cái gì? Bây giờ mày trên răng dưới ghế thì có gì đâu mà thưa, đâu được bồi thường cái gì. Thành ra đó, chính mày là cái người gây ra những cái rắc rối xáo trộn xã hội. Mày lập bè lập đảng do thằng Nguyễn Quang Trường nó lập sẵn cho mày, để mày về mày có nơi, có người ra đón tiếp, là ăn mừng mày. Anh Hoàng Duy Hùng về thành phố Hồ Chí Minh. Ok, lấp liếm tiếp. Mà hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm, 3 năm trời. Mày có những cái gì chứng minh trong 3 năm Nguyễn Anh Tuấn làm những cái gì cho mày không? Ngoại trừ mấy 3 bài báo ông mới viết gần đây thôi. Đầu tiên trong tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Cộng sản. Cái nhì tháng 6 và cái thứ ba tháng 8 và tháng 10 này là cái thứ tư đã lên trên cái lên trên cả An Ninh TV. Mày biết
mày đụng vào tờ báo của Đảng Cộng sản, mày đụng tới An ninh TV là hai cơ quan quyền lực ở trong nước. Cũng giống như ở đây đấy, ở bên Mỹ đó, có hai đảng là Đảng Dân Chủ, Đảng Cộng Hòa. Mày thành viên Đảng Cộng Hòa, tại sao mày bị Đảng Cộng Hòa trục xuất? Sao mày không khoe đi? Mày không khoe ở bên Houston đó, Đảng Cộng Hòa trục xuất Hoàng Duy Hùng. Sau khi thằng Võ Đức Quang bị ra tòa về cái tội, thằng Võ Đức Quang là giám đốc vận động tranh cử của mày, mày Đảng Cộng Hòa cho người dịch những biểu ngữ của thằng Richard Nguyễn, bị ra tòa đấy. Mà may bên kia họ bãi nại, không thôi thì chết. Và thằng Võ Đức Quang bây giờ nó ở đâu? Nó còn đi với mày nữa không? Võ Đức Quang nói thằng Hoàng Duy Hùng là một thằng hèn. Khi mà tôi bị bắt về cái tội hành hung cái người đối lập của nó thì nó bỏ rơi rồi đấy, thằng cốn nạn mày ấy, thằng Hoàng Duy Hùng. Đừng có nói người khác, tao sẽ nhiều chuyện, tao nhớ ra tao sẽ kể lại. Đúng như vậy, Biêu Nguyễn, ông Nguyễn Tuấn Anh đâu có đánh cá nhân. Ông ấy chỉ nêu lên vấn đề cách mạng màu, cách mạng trắng để người dân cảnh giác. Thằng Hoàng Duy Hùng giọng điệu giống hệt mấy ông chống cộng, cộng đồng bên Buôn Xa. Không, nó là không phải nó có tật giật mình. Tại vì ông Nguyễn Tuấn Anh nói đúng quá. Tây Bắc Hoàng Duy Hùng dám đấm vào mặt hổ thì vong mạng rồi. Hoàng Duy Hùng dám động thổ lên trên đầu Thái Tuế mà không biết kể từ ngày lập quốc 1945 đến nay có ai công kích cán bộ lãnh đạo mà tồn tại được đâu, cả người trong nước và hải ngoại. Tội nghiệp thằng Lê Bảo bây giờ cũng gọi ông Nguyễn Tuấn Anh là thiên đình. Không phải ông Nguyễn Tuấn Anh nói tiếng nói của cá nhân, mà đấy là tiếng nói của nhà nước, của chính quyền tuyên truyền cho nhân dân và cán bộ đảng viên cả nước. Hoàng Duy Hùng đánh vỗ vào mặt ông Nguyễn Tuấn Anh là đúng rồi, cố lên em. Cái này thì ông Tây Bắc là muốn chắc chỉ xéo thằng Hoàng Duy Hùng. Ông Nguyễn Tuấn Anh là một lý thuyết gia ở trong mặt trận tổ quốc. Ông không có đại diện cho nhà nước mà ông chỉ nói lên những cái lập trường và cái lý thuyết của Đảng Cộng sản và chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa như thế nào để cho mày hiểu, chứ đâu có phải là ông nói lên tiếng nói của chính quyền và cán bộ đảng viên mà mày lại đi ra mày đập cả nhà nước như vậy. Đó là cái hỗn hào. Tôi nghĩ ông Tây Bắc muốn chơi cái màn gọi là chọc quê đó, Mỹ Hạnh. Hoàng Duy Hùng khóc quá, ông nhà báo ơi, chỉ vì nó không về Việt Nam để cưới vợ, để Kim Ngân lại phải hành nghề thiên quá, hành nghề chấm 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 chấm. Lúc nãy hình như có người nói rằng là nó tức là bởi vì bây giờ Kim Ngân bây giờ lại có vẻ thích Dương Béo. Thành ra Hoàng Duy Hùng cho người đánh Dương Béo. SV007 Hoàng Duy Hùng nó cố tình làm vậy để cho mọi người tò mò vào kênh coi để có tiền nuôi vợ, chứ ở bên Mỹ nó có làm gì đâu, sao có tiền. Chính xác, có lẽ bây giờ nó câu view mạnh mẽ hơn, nó làm cái vụ này để nó câu view mạnh hơn. Ok rồi, tiếp. Ngày và đêm tấn công tôi. Ừ. Thì quý khán thính giả cũng hiểu rằng tôi có một mình. Ban đêm mày cũng bị tấn công à? Thế còn Lê Thị Kim Ngân mày để cho ai? Mày mới gặp Lê Thị Kim Ngân mới có mấy tháng nay thôi. Mà mày nói người ta tấn công mày cả 3 năm trời, ngày đêm. Đêm mà mày tấn công Kim Ngân mà Kim Ngân nó còn chê mày sụi lơ thì còn gì nữa.
Nam Sơn phải chạy qua mang thuốc đi theo cho mày đấy. Cái thuốc mà mày với Nam Sơn bán ở trong cái tiệm của Hải Lê đấy, bên trong khu Hồng Kông đấy. Thuốc cường dương sinh lý đấy. Night 7, day 3, come in, come out, no cow. Đêm 7, ngày 3, vào ra không kể. Tao dạy mày tiếng Mỹ nè. Mà họ thì cả một bầy đàn. Ừ. Ngày đêm tấn công tôi, bịa đủ thứ chuyện hết. Mà lại là một người từng có chức vụ cao cấp đứng đằng sau, đó là ủy viên tuyên giáo của Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Thì phải hiểu rằng những người mà họ đánh phá tôi đó, họ có niềm tin và họ có sức mạnh vô cùng. Quý khán thính giả có thể chịu đựng được một ngày, một tháng, một năm đi, 3 năm trời liền như vậy. Thì tôi cũng phải có sự phản ứng của tôi chứ. Tôi chỉ nói xa, nói gần người ta hiểu. Thì quý khán thính giả đã khuyên tôi đừng nói nữa. Nhưng mà nếu quý khán thính giả trong tình hình của tôi đó, quý khán thính giả có chịu nổi không? Bây giờ thì người chủ mưu đã lộ mặt. Cùng với những sleeping cell của những cái nhóm chống cộng cực đoan, tôi đã nhận diện ra rồi. Thì nhiều người nói phải làm cho khoai ra khoai, ngô ra ngô. Đúng rồi. Khoai ra khoai, ngô ra ngô. Ừ. Nên quý khán thính giả hiểu rằng tôi nêu đích danh Nguyễn Tuấn Anh kỳ này là như thế. Còn nếu quý khán thính giả nghĩ rằng câu chuyện của tôi quý khán thính giả không muốn nghe vì ông Hoàng với Hùng lem bem, thì tôi cũng xin chấp nhận cái quan điểm đó của quý khán thính giả, và quý khán thính giả đừng vào kênh để nghe chuyện này. Mày nói Nguyễn Tuấn Anh đừng. Đây là giai đoạn tôi phải làm cho rõ, khoai ra khoai, ngô ra ngô, dứt khoát, không còn gì nữa hết. Mày mà biết ở Việt Nam nó nói khoai là cái gì không? Mày hình như là Lê Thị Kim Ngân chê khoai của mày rồi, mà mày nói khoai ra để làm gì nữa? Không thể nào cứ tiếp tục để cho chuyện này bên đó cứ tấn công một chiều rồi ồn ào trên mạng cả ngày. Bên đó là bên nào? Phải có một sự nhận định rõ ràng. Ừ. Đâu là sự thật. Ừ, đấy chuyện thật đấy. Khoai của mày sao? Thế bây giờ tôi mới xin vào câu chuyện. Mà khi tôi đã quay về với Tổ quốc cách đây chính thức là 3 năm đi, khi tôi lập kênh như vậy, ngày mà tôi mở kênh là ngày 18 tháng 3 năm 2020, thì lập tức là một bầy lập kênh đánh phá tôi tới này. Khi ấy tôi cũng chưa biết ai là người chủ mưu, nhưng bây giờ thì người chủ mưu đã rõ ràng là Nguyễn Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn Anh, quý khán thính giả thấy là đã viết một bài. Khi nó làm cái video này, tôi nghĩ rằng video này có lẽ là sẽ nhiều nhiều video nữa, nhưng mà nó đã xác nhận những cái gì tôi nói trước khi nó về lại Mỹ, là Hoàng Duy Hùng kỳ này sẽ không bị bắt mà được tự do đi về Mỹ, nhưng sẽ không bao giờ trở lại Việt Nam. Đó là đúng, bởi vì nó biết thành nó chờ về Mỹ xong rồi nó mới có bao nhiêu cái ấm ức trong lòng và nó phát ra hết. Nhưng mà nó dùng tên ông Nguyễn Tuấn Anh, nó lên án ông Nguyễn Tuấn Anh, đăng trên những bài báo của điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam và trên An ninh TV, là nó đã chấp nhận cái chuyện nó công khai nhục mạ đất nước Việt Nam, và nó xác nhận chuyện nó sẽ không về lại Việt Nam vì nó đã bị trục xuất một cách đáng lẽ như người ta đó, thì người ta phải cảm ơn nhà nước Việt Nam thay vì bỏ tù mà được thông dong đi tự do đi về. Thì nếu mà một người khôn ngoan thì nó về lại ẩn thân chờ đợi một dịp nào đó, tìm cách rồi lại có người bảo trợ trở lại. Ông Nguyễn Thanh Sơn ở trong này, Nguyễn Bay,
Tôi nghĩ rằng hai người này đúng như là anh Tây Bắc nói, giờ đang rét run lên. Mùa đông nó tới, ngoài Hà Nội là còn rét nữa. Thì chờ đi quay trở lại. Nhưng mà bữa nay coi như là nó đã biết tự nó đóng cái cửa, chứ không ai đóng cửa này. Không có nhà nước nào cần phải nghĩa là thưa mày, không có Nguyễn Tuấn Anh nào thưa mày, không có ai hội luận đối lập với mày, không cần, chuyện nó không cần thiết. Bởi vì mày nổi tiếng thằng lấp liếm từ xưa đến nay. Mày nói chuyện ông Nguyễn Bình Phương mà còn không xong thì phải làm sao mày nói chuyện với ai được. Thế nhưng mà cái chuyện chính thức ở đây, nhà nước Việt Nam không có đối thoại với mày mà không chấp nhận cái hộ chiếu 5 năm nếu mày có. Theo tao biết không phải hộ chiếu 5 năm. Có nghĩa là mày sẽ không trở về nữa, không bao giờ trở về nữa, nghe chưa? Trên tạp chí lý luận, nghiên cứu và lý luận của Đảng Cộng sản, đó là nghiên cứu và lý luận, thì Nguyễn Tuấn Anh đã nói rằng là tôi là một luật sư tự xưng nhé. Thế cái luật sư Hoàng Duy Hùng, nghị viên thành phố Houston, trên cả Wikipedia, trên tất cả thế giới này, và luôn cả bằng hành nghề của tôi cũng nằm ở tại Texas. Số bo là 24002295, thì làm sao gọi là tự xưng? Ngay chuyện đó là Nguyễn Tuấn Anh muốn nói rằng là tôi không có bằng luật sư mà tôi tự xưng, thì đó là vu khống mạ lị về bằng hành nghề của tôi là slander per se. Vậy đi đưa đi, vậy thì mày đi đưa đi, nếu ông Nguyễn Tuấn Anh ông viết như vậy. Tao không thấy ông Nguyễn Tuấn Anh ông viết như vậy, mà chưa bao giờ ông nêu tên Hoàng Duy Hùng ra hết. Ông chưa bao giờ một bài báo nào ông ghi tên Hoàng Duy Hùng. Thì mày hiểu rồi, không có thể nào mày thưa ông về cái tội mà slander đấy. Và ông Nguyễn Tuấn Anh cũng chưa biết Hoàng Duy Hùng không phải là luật sư. Thằng Đức Dũng nó viết, ông Hoàng Duy Hùng một luật sư ở Houston, Texas, cũng mới. Đức Dũng biết rồi, Hà Nam biết rồi. Ông Nguyễn Tuấn Anh đâu cần viết, mà ông không viết, tự mày mày nói ra. Có thể người ta nói là luật sư không có khách, chứ không phải là luật sư không có bằng hành nghề. Còn ai mà nói luật sư không có bằng hành nghề thì mày cứ đưa đã, đưa tên tuổi ra đi, bằng chứng ra đi, chứ đừng nói miệng. Nói miệng không ai tin hết, bởi vì mày nổi tiếng là thằng bịa đặt rồi, nổi tiếng thằng nói láo rồi, thành như châm voi không được bắt nước sáo. Hoàng Duy Hùng muốn nói cái gì thì đưa bằng chứng. Ông Nguyễn Tuấn Anh nói hồi nào chụp cái hình ra, giống như lúc nãy mà ổi xanh làm á đấy, ổi xanh chụp cái hình ra đấy, giờ diplomat đấy, ở trên này tờ báo, dưới này chụp cái hình ra, Duy Hoàng là tổng bí thư của Việt Tân, xong rồi chụp cái hình ở báo, ở website của Việt Tân, rõ ràng có Hoàng Tư Duy. Vậy mà mày nói mày không biết, mày đọc cả bài báo từ đầu đến cuối mà không biết cái câu mà người ta nói là giới thiệu. Chứ Việt Tân họ đâu viết bằng tiếng Mỹ đâu, viết bằng tiếng Việt. Việt Tân, VIET, TAN đấy, viết là Việt Tân Việt Tàn gì đó, viết rõ ràng. Mà tại sao mày nói mà không biết? Thì mày là thằng nói láo, quen, nổi tiếng rồi, mọc rễ trong người rồi, thành ra ai cũng biết. Bây giờ mày nói ông Nguyễn Tuấn Anh nói cái là mày không phải luật sư thì mày chứng minh đi. Còn nếu không chứng minh được thì ok, đi thưa đi. Mày nói là đưa ra tòa gọi là tội là slander. Đúng rồi. Slander tức là nhục mạ đó. Ok, rồi, đi thưa. Ngu quá, cơ hội đến một năm một thủa. Mày đang là luật sư thất nghiệp mà không có tiền. Đi thưa đi. Mà thưa ở đâu bây giờ? Mày chưa để mày được về Việt Nam ý. Mày về Việt Nam kỳ này mày chết. Tao nói thật. Mày về Việt Nam kỳ này mày sẽ chết. Mày không chết về ai? Chết thằng Dương Béo.
Rồi nói tiếp. Tức là vu khống về chức năng của tôi. Tôi ở bên Mỹ tôi kiện cái này đó, thì Nguyễn Tuấn Anh chỉ có dập mặt xuống cái đất thôi. Vì sao? Tại sao lại dập mặt xuống đất? Có ai mà ra tòa mà dập mặt xuống đất đâu. Tôi ở bên Mỹ thực hiện thì có nghĩa rằng là thì bây giờ cái người Nguyễn Tuấn Anh ấy, mày đang ở bên Mỹ đấy, còn ở đâu nữa. Vâng, thưa các bạn, cái video này đó, nếu mà tôi phân tích còn cái 23 phút nữa thì chắc là tôi thức suốt đêm. Thì tôi để dành câu view. Thì xin lỗi các bạn, thì chúng ta thấy rằng đó, nó từ ngày mất Hoài Linh ở hải ngoại này thì chắc là Hoàng Dung thay thế Hoài Linh được đó. Thành ra cộng đồng ở bên này nó mất tiếng cười Hoàng Duy Hùng đóng kịch, mà bữa nay thì nó được khá hơn là nó không có uống rượu, thành ra mắt nó không đỏ như Tây Bắc nói. Chứ mọi ngày thì nó cũng bắt chiếc Dương Béo nó mượn rượu, nó uống rượu xong rồi nó nói bệnh. Thì ngày mai chúng ta sẽ giải mã tiếp cái này, xong cái này thì chúng ta vào cái video 910, trong 910 thì chúng ta vào video 906. Nhưng mà chúng ta chưa vào 910, chưa vào 906 thì chúng ta lại có 913, 914. Tôi bảo thằng này nó không sẽ không yên, nó sẽ tiếp tục cho đến khi nó chết thì tôi lại tiếp tục được cõng trên lưng nó để kiếm view. Lục xúc Hoàng Duy Hùng. Okay. Đấy thì nó có 6 con lục xúc thành công. Vâng bác, thì ngày mai nếu nó có cái clip mới thì mình lại chơi clip mới. Còn clip cũ mình nói tới đâu rồi mà để dành mai mốt mình nói. Nhìn hình ảnh đẹp hơn lúc ăn hỏi, sau hôm ăn hỏi nom nhếch nhác thế nhỉ. Thì tại vì lúc nào ở Việt Nam thì nói các bạn là nó bị mời lên làm việc rất nhiều, mà nó giấu nó nói mời lên làm việc đến nỗi thằng Nguyễn Quang Trường không dám gặp nó mà biết là như thế nào rồi. Cái tại vì khuya này các bạn, bên này là chúng tôi là 11:08, hàng xóm ngủ hết rồi. Và thành ra cái vâng thì có cả nói không, có cả tôi nữa, thì các bạn có thể mời ra các bạn nghe tiếp và ngày mai tôi bình luận tiếp theo. Xin phép là các bạn nhé, bắt buộc phải không thôi hàng xóm nó khiếu nại, tại vì cái phòng của tôi làm việc đó, nó lại có cửa sổ mà mở âm thanh này nó mở ra ban đêm đó, thì nó rất là lớn.